tức là thấy được sự thật về sắc thì dứt được cái tham ái với sắc, dứt được cái chấp thủ với sắc. Nhưng mà ở đời thì mỗi người nó có những cái sự tham ái, có cái sự chấp thủ, có cái dính mắc khác nhau. Có cái người thì có những cái chúng sinh thì nó nặng lòng tham ái đối với sắc, thì khi phân biệt sắc nó sẽ có cái sự giác ngộ. Nhưng mà cũng có chúng sinh thì cái sự tham ái, chấp thủ và đắm nhiễm với sắc nó không mạnh bằng nó đắm nhiễm, chấp thủ và tham ái với danh. Danh ở đây tức là về cái phần tinh thần. Có những người người ta không có tham sắc nhưng mà người ta tham danh. Ví dụ như là có những cái người ở trên đời người ta chỉ thấy cái gì đẹp là người ta thích, tức là cái người đấy là chú trọng về hình tướng, hình tướng ở bên ngoài, mà người ta không quan tâm đến cái nội dung ở bên trong. Người ta cứ thấy cái gì đẹp là thích. Nhưng mà cũng có những người thì lại không chú trọng cái vẻ đẹp bên ngoài, không chú trọng cái hình thức bên ngoài, nhưng mà người ta lại chú trọng cái nội tâm ở bên trong. Người ta quan trọng là cái tính chất ở bên trong đấy, nó có cao thượng hay không, nó có tốt đẹp hay không, nó có cái gì mà nó quý, nó cao quý ở trong cái nội tâm bên trong đó. Thế là có những người, ví dụ như là bây giờ mình có cái tình cảm với người khác mà là do người đó có cái sắc đẹp, thì là cái người đấy là bị dính mắc bởi vật chất, bởi cái hình thức bên ngoài. Nhưng mà cũng có những người mình yêu quý người khác bởi cái người đấy có cái tính, có cái nội tâm, có cái nội tâm phong phú, có cái nội tâm đẹp, tức là đẹp về cái phần tâm hồn. Thì cái người đấy lại là cái người tham ái dính mắc đối với danh, đối với danh pháp, hay là đối với tinh thần, đối với tâm thức. Vì vậy cho nên Đức Phật biết được cái căn tính của chúng sinh như thế, cho nên là Ngài mới dạy những cái phương pháp thiền tuệ để mình đoạn trừ triệt để tất cả những cái phiền não, những tham ái, những cái dính mắc. Mình không thể không chỉ dính mắc đối với những cái nó thuộc về vật chất, mà mình còn có những cái tham ái, có cái chấp thủ, có cái dính mắc cả với những thứ nó thuộc về tinh thần. Thì cái danh pháp này nó thuộc về tinh thần, nó thuộc về nội tâm, nó thuộc về tâm thức. Thì cho nên là cần phải phân biệt danh pháp để tuệ chi danh pháp, để thấu hiểu danh pháp, hiểu rõ danh pháp là gì rồi, thì mình mới có thể diệt trừ được cái tham ái và chấp thủ và những cái phiền não nó sinh lên từ cái danh pháp này. Vì cái thân, cái những cái gì nó thuộc về vật chất thì nó có màu sắc, có hình dáng, nó có cái tướng, có cái hình tướng ở bên ngoài. Còn những cái mà nó thuộc về danh pháp này, tức là nó thuộc về cái lĩnh vực tinh thần, thì nó không có cái hình tướng cố định nào, nó không có cái màu sắc gì hết, nó không có cái giới hạn nào cả, nó không có một cái không gian hay là nào để mà mình có thể hình dung ra được, mình có thể tưởng tượng ra được bằng những cái giống như là cái hình sắc này. Vậy đấy, thì cho nên là phân biệt danh pháp hay là phân biệt về tâm thức, nó là một cái pháp rất là thâm sâu, nó rất là sâu sắc, nó rất là trừu tượng, và nó chỉ có thể quan sát được với một cái người có được cái tâm ở một cái nội tâm rất là thanh tịnh, tức là rất là định tĩnh, rất là tỉnh giác, rất là sáng suốt, thì mới có thể phân biệt được cái danh pháp này. Tức là danh pháp tức có nghĩa là phân biệt về tâm. Danh pháp là gì? Danh là một cái trạng thái tinh thần. Trạng thái tinh thần đó hay là còn gọi là cái trạng thái tâm lý, tình cảm, hay là cái trạng thái về ý thức. Nó thuộc về những cái tâm thức. Tất cả những cái gì nó thuộc về tâm thức thì thuộc về danh pháp. Sự nhận thức, sự hiểu biết, tất cả những cái tâm lý, tình cảm đấy của con người đấy thì nó được gọi là danh pháp. Hay là ở có chỗ thì gọi là bốn uẩn. Nó được bao gồm ở trong các cái bốn uẩn thuộc về tinh thần. Ví dụ như cái nội thân con người được gọi là cái thân năm uẩn. Thì cái phần sắc thân được gọi là sắc uẩn. Còn những cái lĩnh vực về tinh thần thì được gọi là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì được gọi một cuộc chung nó lại là như thế. Nhưng mà chia sẻ mổ xẻ nó ra thì nó rất nhiều thể loại, nó rất nhiều các cái loại tâm, các cái loại tâm khác nhau.
Và khi mà mổ xẻ chia sẻ phân tích được nó ra thì mới thấy được các cái tâm thức nó có cái quy luật sinh lên và diệt đi của nó. Mình mới hiểu được về cái tâm lý của con người. Chứ bình thường con người, rất ít người mà hiểu được cái tâm thức, rất ít người mà có thể hiểu được cái tâm lý của con người. Dù mình có học tâm lý học hay là dù mình có từng nghiên cứu qua những cái lĩnh vực về tâm linh gì, nhưng mà chưa có cái sự trải nghiệm về cái sự phân tích về nội tâm này, thì rất dễ hiểu sai về cái tâm linh, về cái tâm thức của con người. Và trong cái thiền tuệ phân biệt về danh pháp thì sẽ có cái sự mổ xẻ chia sẻ và phân tích một cách chi tiết nhất, tỉ mỉ nhất, và không bỏ sót bất cứ một cái trạng thái tâm lý nào để cho một cái vị thiền sinh có thể ngộ ra được cái tâm của mình và phá vỡ ra được một cái tưởng sai lầm về tâm, như là người ta nghĩ rằng là có cái linh hồn tồn tại ở trong cái thân. Thế nên là cái người mà chưa phân tích được tâm thì người ta hay có những cái ảo tưởng, hay có những cái tưởng tượng như vậy, những cái hiểu, những cái nhận thức như vậy. Đấy, nhất là những cái nhận thức tà kiến nó rất là phổ thông ở thế gian. Người ta nghĩ rằng là khi chết thì có cái linh hồn nó đi ra khỏi cái xác thân, khi mà cái con người còn sống thì nó có một cái linh hồn giống như là một cái người vô hình sống ở trong cái xác vật chất này. Nhưng mà khi mà hiểu ra được cái tâm rồi, tuệ chi được cái tâm, nhận thức được cái tâm rồi, thì nó phá vỡ được cái ảo tưởng, cái lầm tưởng này, mà nó cũng phá vỡ ra được cái tưởng về. Và có những người nói rằng là cái tâm thức nó ngẫu nhiên sinh ra rồi khi chết thì nó diệt mất, thì đấy nó cũng là một cái tưởng, hay là một cái tà kiến. Muốn thoát ra được khỏi cái tà kiến chấp có một cái linh hồn, hay là có một cái tự ngã, hay là chấp có một cái đoạn kiến nói rằng là không có cái tâm thức, không có cái linh hồn tự ngã, thì nó đều là sai. Vậy thì cần phải hiểu về tâm thức là gì. Vậy thì bốn cái uẩn nó thuộc về thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Thì cái đầu tiên là thọ uẩn, tức là những cái mà mình có thể, những cái tâm lý mà mình có thể cảm nhận được ấy, qua cái sự cảm thọ, qua những cái cảm giác về tinh thần ấy, là những cái mà nó bộc lộ rõ nhất cái bản chất của những cái tâm. Ví dụ khi mà mình vui là nó bộc lộ rõ ràng, người nào cũng biết là cái người kia đang vui. Khi mà mình buồn, người khác biết ngay là người kia đang buồn. Vậy thì cái vui, cái buồn đấy là nó thân mình nó vui hay là cái tâm mình nó vui? Thì đương nhiên là cái vui và cái buồn đấy nó nằm ở trong tâm thức. Vậy cho nên là những cái gì nó thuộc về cảm thọ, nó là một cái rất là dễ nhận biết rõ ràng nhất, và nó thay đổi thường xuyên ở trong cái cuộc sống này. Bởi vì mỗi khi mình tiếp xúc với cảnh trần, mình sẽ có khởi lên những cái trạng thái, những cái tình cảm, những cái trạng thái về tâm này. Cho nên là cái uẩn đầu tiên, hay là những cái tâm thức đầu tiên để mình dễ nhận biết nhất, đó là thọ uẩn. Thọ là những cái cảm giác vui thì nó là thọ hỉ, cái trạng thái buồn là thọ yêu, cái trạng thái khổ là thọ khổ, trạng thái nạc là thọ nạc, cái trạng thái không vui không buồn đấy là thọ sải. Có năm cái loại cảm thọ này nó được sinh khởi khi các căn tiếp xúc với cái trần cảnh. Đấy thì cái trạng thái tâm lý của mình mình sẽ dễ nhận biết nhất thông qua cái sự nhận biết về các cái thọ, thọ ở nơi thân, thọ ở nơi tâm, nhưng mà nó đều nằm ở nơi tâm thức, thân thức hay là tâm thức, hay là ở các cái thức, ở các cái căn môn của mình. Ví dụ như khi mắt tiếp xúc với một cái cảnh sắc và mình sinh lên các cái cảm thọ, thì đó là thọ do nhãn xúc sinh. Nhưng mà mình nhìn thấy một cái cảnh mình đáng ưa thích thì nó khởi lên cái niềm vui, thì đó là thọ hỉ. Khi mình nhìn thấy một cái cảnh mà mình nhàm chán, không ưa thích, nó khởi lên cái thọ yêu, mình tức giận với cái cảnh đấy là thọ yêu. Và có những lúc cái cảnh mà mình không vui không buồn thì đó là thọ xả. Thế là nó thuộc về cái thọ uẩn, nó rất là dễ nhận biết. Khi mình tai mình tiếp xúc với âm thanh cũng vậy, có thể mình vui, có thể mình buồn, có thể mình không vui không buồn,
mũi mình tiếp xúc với hương, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với thân với các cái vật chất, và ý tiếp xúc với các cái cảnh pháp, thì đó nó sẽ sinh ra những cái trạng thái như vậy, đó là vui hoặc là buồn hoặc là khổ hoặc là nạn hoặc là một cái trạng thái dửng dưng. Thì những cái đấy thì được gọi là thọ uẩn, những cái uẩn thuộc về tinh thần. Thì từ cái cảm thọ đấy nó lại là nhân sinh ra các cái tham ái. Cái tham ái nó sinh ra chấp thủ, bởi vì ái là do thọ nó sinh ra này. Thì cái lúc mà mình vui thì mình sẽ ưa thích đối với cái cảnh đấy, mình có cái tham ái, hoặc là có những cái cảnh mà nó khiến cho mình sợ hãi thì mình cũng có cái tham ái đối với cái tự ngã của mình muốn giải thoát khỏi cái cảnh đấy. Thì nó là cái cảm thọ là nó cũng là thuộc về một cái dạng tinh thần. Và trong cái quá trình phân biệt danh pháp, mình sẽ phân biệt tất cả những cái nguyên nhân, những cái tâm mà nó thuộc về những cái dạng cảm thọ này, để mình sẽ hiểu ra được thế nào là thọ uẩn. Khi phân biệt để mình hiểu ra được cái tưởng uẩn, cái uẩn tiếp theo là tưởng. Tưởng ở đây là những cái sự ghi nhận, mình ghi nhớ một cái cảnh gì đó, sau đó lần sau mình gặp lại và mình nhận ra. Một cái người lần đầu tiên hai người gặp nhau thì mình sẽ ghi nhớ ra được cái hình dáng của cái người đấy, và lần sau khi mình nhìn lại cái mình nhận ra cái người này là người quen. Khi mình gặp bất cứ một cái cảnh gì cũng vậy, cái lần đầu tiên mình tiếp xúc với cái cảnh đấy, sau đó mình cái cảnh đấy nó sẽ được ghi nhớ ở trong tâm, thì cái trạng thái mà nó ghi nhớ đấy là cảnh. Lần sau nó gặp lại và nó sẽ nhớ ra, lần sau gặp lại nó nhớ ra đây là một cái cảnh mà mình đã từng gặp, đây là một cái cảnh đã từng biết, đã từng nghe, đã từng thấy. Thì đấy được gọi là tưởng uẩn. Thì là cái uẩn này nó có thể tưởng về sắc, sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Thì mình ghi nhớ bất cứ một cái cảnh gì thì mình sẽ, thì nó cái cảnh đấy nó sẽ nằm ở trong cái trí nhớ của mình, nó nằm ở trong cái sự, cái tư tưởng của mình. Tưởng thì có những cái người mà có cái tưởng mạnh thì mình có thể ghi nhớ được rất là nhiều, mình có thể nhớ được rất là nhiều cái cảnh. Mà có cái người tưởng yếu thì mình sẽ không nhớ được nhiều cả. Mà có những cái người cái tưởng người ta mạnh, người ta có nhiều những cái ảo tưởng, có nhiều những cái vọng tưởng, thì đấy nó cũng là tưởng. Có thể là có những cái nó không có thật mà mình tưởng tượng ra được, mình thì đấy nó cũng là tưởng. Mình nhớ lại những cái trong quá khứ, mình suy tưởng đến những cái nó chưa diễn ra ở trong tương lai, mình ghi nhận những cái cảnh ở trong hiện tại, thì nó đều được gọi là tưởng. Tưởng về sắc, tưởng về âm thanh, tưởng hương, tưởng vị, tưởng xúc và tưởng pháp. Cho nên nhiều người người ta chấp vào cái tưởng ra, cho rằng đây là tư tưởng của tôi, đây là cái suy nghĩ của tôi. Cho nên nó có rất là nhiều những cái tâm thức nó liên quan đến tưởng. Thì khi mà phân biệt về danh pháp rồi, mình sẽ hiểu ra được cái tư tưởng này, cái tưởng, cái tâm tưởng của con người này. Tâm nó còn có cái nữa, đó là nó thuộc về hành của. Hành ở đây là những cái hành động có sự chủ động, có sự tác ý. Như bây giờ tất cả những cái hành động của mình hàng ngày này, nó phải có cái sự chủ động của tâm thức. Bất cứ một cái lời nói nào mình chuẩn bị nói ra thì nó phải có cái sự chủ động, cái tâm của mình nó phải khởi lên cái ý muốn, khởi lên cái ý muốn nói, thì nó khởi lên, nó chủ động, nó khởi lên cái tư tưởng đấy, đấy là hành. Cái tâm đấy được gọi là hành. Thì cái hành đấy nó sẽ điều khiển cho cái thân phải làm cái việc đấy, nó điều khiển cho cái khẩu phải nói những cái lời đấy. Cho nên là tất cả những cái gì thuộc về thân hành, khẩu hành và ý hành thì nó đều thuộc về cái mà cái pháp được gọi là hành uẩn. Hành nó là một cái sự cố ý, hay là nó gọi là cái tâm sở tư, tư là
nó có sự cố ý làm cái này, ta cố ý làm cái kia, chủ động làm cái này, chủ động làm cái kia. Hôm nay mình chủ động làm việc này, thì cái tâm mà nó chủ động, nó chủ trương, nó muốn làm cái việc này, thì cái tâm đấy được gọi là hành của. Hôm nay mình chủ trương đi một cái nơi nào đấy, mình chủ trương nói một cái việc gì đấy, mình chủ trương làm một cái gì đó, hay là mình chủ trương khởi lên cái suy nghĩ gì đấy, nó đều thuộc về hành uẩn. Cho nên là hành uẩn nó chi phối cả ba cái nghiệp, đó là nó chi phối cái thân này. Từ một cái động đậy rất là nhỏ bé vi tế ở trên cái thân mình, nó cũng có cái sự chủ động ở trong đấy, mình phải có cái sự chủ trương ở đấy. Từ một cái nháy mắt, từ một cái chớp mắt của mình này, hay là một cái cúi đầu, cái nắc đầu, cái do co tay, duỗi tay cúi, cái đụng đậy ở trên thân này, nó đều có cái sự chủ động của cái tâm. Cái tâm nó điều khiển cho cái thân làm cái việc đấy, thì cái tâm đấy được gọi là hành của. Cho nên là cái hành của này nó lại là một cái tâm nó chủ động làm việc thiện hoặc nó chủ động làm việc bất thiện. Nó gặp một cái con vật gì đó, nó chủ động niệm sát sinh, hoặc là nó chủ động tránh không phạm sát sinh, thì nó chủ động làm việc ác và nó chủ động làm việc thiện. Nó ở cái hành của này, nó chủ động nói ra những cái lời có lợi ích, hoặc là nó chủ động nói ra những cái lời mà gây hại. Nó chủ động làm những cái việc có lợi cho người khác, hoặc là nó chủ động làm cái việc mà gây hại cho người khác. Thì đấy nó thuộc về hành của. Những cái suy nghĩ vậy, nó chủ động khởi lên những cái tâm thiện, thì đó là nó thuộc về ý hành thiện. Nó chủ trương khởi lên những cái tư tưởng bất thiện, liên hệ đến tham sân si, thì đấy, thì cái ý đấy nó sẽ tạo cái ác nghiệp. Thì cái đấy nó thuộc về hành của. Và khi phân biệt thì sẽ hiểu rõ về cái, để mà hiểu rõ ra được cái hành của. Thì trong cái bản tâm là có 52 tâm sở, thì trừ đi thọ uẩn và tưởng uẩn, thì tất cả các tâm sở còn lại nó đều thuộc về hành uẩn. Cái hành uẩn này là cái uẩn mà nó rộng lớn nhất. Trong một cái bản tâm là có 121 tâm. Đấy, nhưng mà tâm nào nó cũng phải đi kèm theo với các cái tâm vương. Một cái tâm vương nó phải đi kèm theo với các cái tâm sở. Tổng cộng cả tất cả các tâm này có 52 tâm sở. 52 tâm sở thì trừ đi một cái tâm sở thọ, nó thuộc về thọ uẩn, và cái tâm sở tưởng, tưởng uẩn. Thì còn lại tất cả những cái tâm còn lại nó đều thuộc về hành uẩn. Những cái tâm thuộc về hành uẩn nó chiếm một cái lượng rất là lớn trong các cái tâm sở. Và khi mà hiểu, thì có khi nào mình tuệ chi mình phân tích ra được, thì mình sẽ hiểu được cái hành uẩn. Nó rất là phong phú, nó rất là rộng lớn, nó chi phối tất cả các cái lĩnh vực thiện và bất thiện, và cả những cái tâm vô ký. Còn một cái tâm mà nó đứng chủ đạo nhất ở trong tất cả các tâm đó, nó được gọi là thức uẩn. Thức đây còn là tâm thức, hay thức ở đây nó cũng thuộc về các cái tâm vương. Thức ở đây nó là một cái tâm mà nó dẫn đầu tất cả các tâm khác, thì được gọi là cái tâm thức này. Thức này thì nó có một cái đặc tính, đó là nó nhận biết tất cả các cái cảnh trần ở bên ngoài. Như là tâm dục giới thì nó nhận biết cái cảnh ở cái cõi dục giới, tâm sắc giới nhận biết cảnh sắc giới, tâm vô sắc giới nhận biết cảnh vô sắc giới, và tâm siêu thế thì nó nhận biết cái cảnh siêu thế. Thì cái thức uẩn này, để mà chia sẻ mổ xẻ nó ra, nếu như mà nói chung lại một câu tâm, cái con người ta nó có cái tâm, thì cái tâm đấy nó chỉ cho cái thức này. Tâm đấy nó có thể chỉ chung cho tất cả các loại tâm, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm bất thiện. Nhưng mà khi mà mổ xẻ chia sẻ nó ra, thì nó có thể được chia sẻ thành tới các loại tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, siêu thế, và tổng cộng nó có thể chia sẻ thành 121 tâm. Và ở trong một cái bảng tâm này là nó là đã nêu ra một cách khái quát về 121 cái tâm này. Và nó là một cái bảng tâm này, cái bảng danh pháp này, nó là một cái pháp phổ thông, cái pháp căn bản. Nên cái người mà học về
về pháp hay là về thiền tuệ mà nắm được cái bản tâm thì đến lúc thực hành mình cũng sẽ thực hành để hiểu hết về cái tâm này. Nên là cái pháp để học vi diệu pháp cũng học về cái bản tâm, bản danh pháp này. Và khi mà một cái người thực hành thiền thì cũng sẽ thực hành và để mà phân tích chia sẻ mổ xẻ và sẽ hiểu ra được tất cả những cái bản, những cái tâm ở trong cái bản tâm. Bản tâm này là giống như một cái bản đồ, nó khái quát, nó sơ, nó khái lược chung chung về tất cả các cái tâm. Nhưng mà khi mà một cái hành giả thực hành thiền thì lúc đấy mình sẽ tuệ chi ra được từng tâm trong cái pháp, phương pháp hành thiền hướng dẫn cho mình để mình phân tích ra được từng cái trạng thái của các tâm trong tất cả các cái tâm. Như là tâm dục giới có 54 tâm, dục giới bất thiện có 12 tâm, có 8 tâm tham sinh cùng với thọ hỷ hoặc là thọ xả. Cái tâm tham nó khởi lên thì đôi khi nó tham với một cái tâm thích thú, ví dụ như là mình ưa thích một cái cảnh gì đó, cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, mà mình thích cái cảnh đấy với một cái tâm thích thú hoan hỷ, thì cái tâm tham ấy nó có thọ hỷ. Cũng có khi cái tâm của mình nó dính mắc, nó tham ái, nó đắm nhiễm với cái cảnh đấy, nhưng mà nó trở nên rất là quen thuộc rồi, nó không cần khi nên thọ hỷ nữa, mà nó chỉ là với một cái tâm rừng rưng, nhưng mà nó vẫn có cái sự đắm nhiễm, cái dính mắc ở trong đấy, thì cái tâm tham đấy nó gọi là tâm tham thọ xả. Tham có khi nó tham với một cái tâm hoan hỷ, với một cái tâm rừng rưng, tâm tham thọ hỷ, tâm tham thọ xả. Cái tâm tham nó khởi lên có khi nó bị tác động bởi người khác, hoặc là mình cố tình mình thúc giục nó khởi lên, nhưng mà cũng có khi nó khởi lên một cách rất là nhạy cảm, rất là nhạy bén. Cho nên nó có hai loại tâm tham nữa, đó là tâm tham cần phải nhắc bản, có khi tâm tham nó không cần nhắc bản. Ví dụ bình thường cái này thì mình không tham, nhưng mà khi mà mình nghe ai đó kích động mình, khen ngợi tán thán một cái cảnh trần nào đấy, người ta khen rằng là có một cái cảnh ở một cái nơi kia, có một cái cảnh rất là đẹp, có rất là nhiều những cái báu vật, có rất là nhiều những cái của quý, có rất là nhiều những cái cảnh hấp dẫn. Vì bị những cái người khác xúi dục như thế mà mình chưa từng thấy cái cảnh đấy, mình cũng khởi lên cái tâm tham. Đôi khi mà mắt mình đang đối diện với cái cảnh đấy, mình đang dừng dưng, mình không khởi lên tâm tham, nhưng mà bị người khác xúi dục mà ôi cái này là một cái rất là hay, rất là quý, rất là giá trị, rất là đáng để cho mình, đáng để cho mình giữ gìn, đáng để cho mình tìm kiếm, mình bảo vệ. Thế là tự nhiên bị người khác tác động như thế là mình khởi lên cái tâm tham, mình cũng ùa theo cái tâm tham của người khác và mình trở nên bị dính mắc đối với cái ngoại cảnh. Nhưng mà cũng có khi cái tâm tham đó nó không cần mình phải nhắc bản, không cần nhắc bản, mình tự mình nhìn thấy mà mình đã khởi lên luôn. Nhất là khi mà mình đã trở thành một cái thói quen này, mình biết những cái cảnh trần ở bên ngoài nó có cái sự khả ái, nó có cái sự hấp dẫn, nó có cái sự đáng ưa, đáng thích, thì là lúc đấy mình bất cứ lúc nào mình tiếp xúc với cái cảnh đấy một cái là mình sẽ khởi lên cái tâm tham ngay mà không cần nhắc bạn được. Vậy và cho nên là cái trạng thái của tâm tham nó thế, nó có khi nó có hoan hỉ, có khi nó dừng dưng, có khi nó cần có cái sự thúc giục của người khác, có khi nó không cần cái sự thúc giục gì cả. Và để mà chia sẻ mổ xẻ nó ra thì nó được chia thành 8 loại tâm tham, tức là có cái tâm tham thì có hỉ và có cái sự hỗ trợ, có cái tâm tham mà nó có hỉ mà nó không cần hỗ trợ, có cái tâm tham thì nó dừng dưng nó cần hỗ trợ, có tâm tham không, nó dừng dưng nó không cần hỗ trợ. Đấy là cái trạng thái của tâm sân thì nó có 2 tâm. Tâm sân thì nó chỉ có 1 loại cảm thọ. Khi mà mình khởi lên cái tâm sân, giận hay là tức giận với ai thì nó chỉ có một cái trạng thái, đó là ưu phiền, một cái cảm thọ này, hoặc là cái cảm thọ ưu phiền. Và cũng có khi thì cái tâm sân này nó cần có cái sự xúi dục nhắc nhở của người khác, hoặc nó không cần xúi dục, không cần nhắc nhở của người khác. Bình thường có khi mình đối diện với một cái cảnh mà mình đang giữ một cái tâm bình thản ấy, nhưng mà bị một cái người khác xúi dục, người khác bảo cái cảnh này là cái cảnh nguy hiểm, cái cảnh này là cảnh đáng chán, đáng ghét,
không đáng ưa thích, không đáng để cho mình trân trọng quý báu, đáng phải phá hoại, đáng bị tiêu diệt. Thế thì tự nhiên mình bị người khác kích động như thế là mình sẽ khởi lên cái tâm sân. Có thể là từ cái đang là cái tâm tham, đang là một cái cảnh mình đang ưa thích, mình đang dính mắc, nhưng cũng có thể bị cái sự tác động mà mình có thể chuyển thành cái tâm sân, chuyển thành cái sự chán ghét. Hoặc là mình đang dửng dưng đối với một cái cảnh nào đấy, rồi bị cái sự tác động và mà mình có thể sớm khởi lên cái tâm sân và trở thành chán ghét. Đấy được gọi là tâm sân. Đôi khi nó khởi lên có cái sự thúc giục, có cái sự nhắc bảo, có cái sự hỗ trợ để nó khởi lên. Mà đúng có khi cái tâm sân đấy nó không cần có cái sự hỗ trợ, không cần có sự thúc giục, nhắc bảo gì cả. Đấy là khi mà một cái tâm sân nó đã trở nên mạnh mẽ, nó đã trở nên thuần thục rồi, nó đã khởi lên nhiều lần, nó thành cái thói quen rồi. Lần sau nó hết cứ gặp cái đối tượng đấy một cái là nó sẽ khởi lên tâm sân liền. Đấy là cái tâm sân mà không cần nhắc bảo. Tâm tham nó cũng vậy. Lúc đầu thì cái tâm tham nó còn yếu ớt, cho nên nó cần phải cái người khác, nó cần có cái sự tác động. Nhưng mà khi nó đã mạnh mẽ rồi, nó đã được thường xuyên khởi lên rồi, thì sau này nó rất là nhạy cảm. Nó chỉ cần hơi thấy một cái cảnh đáng ưa thích một cái là nó sẽ khởi lên. Thì cái tâm, những cái tâm bất thiện này, nếu như nó được khởi lên với một cái sự thúc giục, với một cái sự nhắc nhở, thì cái tâm bất thiện đấy nó thuộc về những cái bất thiện là yếu, cái nghiệp bất thiện đấy nó sẽ yếu. Còn những cái tâm bất thiện nào mà nó không cần nhắc bảo, nó không cần hỗ trợ, không cần thúc giục gì, mà nó khởi lên một cách rất là nhẹ nhàng, nó khởi lên một cách rất là tự nhiên, thì cái bất thiện đấy là một cái bất thiện đã trở nên rất là mạnh mẽ. Cái bất thiện đấy nó đã trở nên rất là lớn mạnh, nó giống như là một cái ngọn lửa mà lúc nó còn yếu. Mình mà muốn đốt một cái gì đó, mình cần phải hỗ trợ, mình phải ghé miệng và mình dùng gió mình thổi nó lên, thì nó mới lớn lên. Còn một khi cái ngọn lửa nó đã mạnh rồi thì nó không cần cái gì nữa, nó tự động nó bùng bùng, nó đốt cháy. Thì những cái tâm bất thiện vậy, cái lúc mà nó còn yếu ấy, thì nó dễ tắt, nó khởi lên một tí mà nó không có cái sự hỗ trợ có thể nó bị diệt đi liền. Mà khi mà nó đã mạnh lên rồi thì không cần cái gì hỗ trợ nữa, cái cảnh gì nó cũng có thể khởi lên cái sự bất thiện. Nó cứ gặp cái cảnh đáng để cho nó khởi lên tâm tham là nó tham, đáng tâm sân là nó sân. Đấy là cái tâm tham và tâm sân nó có cái đặc tính là có cái sự hỗ trợ hoặc là không cần hỗ trợ. Còn cái tâm si thì nó không có cái tính hỗ trợ hay không hỗ trợ nữa. Và cái tâm si thì nó có hai loại tâm, đó là một cái tâm nó đi cùng với thọ, hai loại tâm mà nó luôn sinh cùng với thọ xả, đó là si phóng dật và si hoài nghi. Si là một cái trạng thái mà mình không có thấy được sự vật một cách rõ ràng. Ví dụ như cái tâm si phóng dật, phóng dật tức là cái tâm mà nó hay đi lang thang, nó không có cố định, nó không có cố định ở một cái cảnh nào cả. Thì nó rất là ưa thích nhưng mà nó rất là chóng chán. Ví dụ nó luôn 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 thấy một cái cảnh nào mới là nó muốn chạy theo, nhưng mà khi mà đến rồi cái nó lại chán, nó chán nó lại đi tìm một cái cảnh khác. Và cái tâm, cái trạng thái tâm lý nó cứ năng xăng như vậy. Cứ nay nó ở đây một tí, nay nó ở kia một tí. Cái tâm si mà phóng dật này thì nó sẽ khiến cho cái người đấy cứ đi năng xăng tìm những cái niềm vui chỗ này, xong là lại kêu chán, xong là đi tìm một cái niềm vui khác, xong là đến đấy rồi lại chán. Đấy được gọi là phóng dật. Phóng dật là cái sự năng xăng. Và cái hoài nghi, nghi có nghĩa là không biết nó đúng hay nó sai, nó tốt hay nó xấu, nó phải hay nó trái, nó hay hay nó dở nữa. Thì cái tâm hoài nghi là vì nó cứ do dự đến cái nơi này mà không biết nơi này là tốt hay xấu nữa. Nó cứ do dự như vậy, xong rồi nó phải đi hỏi người khác là cái chỗ này là tốt hay xấu. Nó không tự mình phán đoán, không tự mình có thể mà phân biệt được. Thấy bất cứ một cái cảnh gì nó cũng không hề biết được đây là tốt hay xấu, đây là đúng hay sai, đây là phải hay trái, đây là tránh hay tài, đây là hay hay dở. Thì nó cứ ở trong cái trạng thái nó là phân vân lưỡng lự, do dự. Vậy đây cái trạng thái đấy được gọi là tâm hoài nghi. Thì hai cái tâm đấy nó đều được gọi là tâm si phóng dật.
và cái tâm si hoài nghi, thì tất cả nó có 12 cái tâm bất thiện đấy, gọi là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Thì đó là những cái tâm cần phải được tuệ chi, cần phải được phân tích, cần phải được mổ xẻ chia rẽ. Bởi vì nói là tâm tham nhưng mà nó đi kèm với rất nhiều các cái tâm sở khác nữa. Cái tâm sân nó cũng vậy, nó là một cái tâm vương và nó đi kèm với rất nhiều các tâm sở. Một cái tâm si nó cũng vậy, một cái tâm nó đi, nó sinh lên nó cũng đi với rất nhiều các cái tâm sở. Thì đến là phân biệt các tâm bất thiện thì sẽ hiểu được là khi mà cái người mà thực hành và phân biệt được cái tâm bất thiện thì sẽ hiểu ra được cả cái nhân nào nó sinh lên tâm bất thiện. Tại sao cùng một cái cảnh đấy mà có người thì khởi lên tâm tham, có người khởi lên tâm sân, mà có người khởi lên tâm si. Nhưng bây giờ cũng cùng một cái cảnh sắc đấy, nhưng cũng một cái hình ảnh. Bây giờ sẽ có ví dụ như bây giờ có một cái hình ảnh là một cái hình ảnh là bức tượng Phật đang ngồi ở trên ban, được mọi người cung kính chiêm ngưỡng. Thì khi mà nhìn thấy hình ảnh Đức Phật thì những người đệ tử của Đức Phật sẽ khởi lên cái tâm hoan hỷ cung kính, nhưng mà những cái người ngoại đạo, người ta khác, người ta lại khởi lên cái tâm sân tức giận. Mà những cái thằng ăn trộm thì nó lại nghĩ khác, bảo tượng này bằng vàng, cho nên nó khởi lên cái tâm tham, nó tìm cách nó chiếm đoạt. Còn có một cái người mà si thì bảo không biết cái tượng này là tượng gì, thờ ai nhỉ, thế này thế kia. Thì đấy nó cũng cùng một cái cảnh ở trước mặt, nhưng mà sẽ có người khởi lên cái tâm thiện, có người khởi lên tâm bất thiện, có người khởi lên tâm tham, có người khởi lên tâm sân, và có người khởi lên tâm si. Thì khi mà phân biệt tâm thì sẽ biết được ví dụ như tại sao nó lại khởi lên cái tâm tham, tại sao nó lại khởi lên tâm sân, tại sao nó lại khởi lên cái tâm si đấy. Thì nó là do cái sự tác ý, nó là do cái sự nhận thức, nó là do cái sự hiểu biết của mỗi một người, cho nên nó sinh ra những cái trạng thái tâm khác nhau. Nhiều cái người nào mà nhìn thấy bất cứ cái cảnh vật nào ở bên ngoài mà cái người đấy cứ có cái sự tác ý, có cái sự tác ý sai, có một cái sự tác ý về cái gọi là điên đảo tưởng, cái cảnh vật đấy nó là vô thường mà mình tác ý nó là thường, cái cảnh vật nó là khổ mà mình tác ý nó là lạc, thì những cái sự tác ý sai lầm như thế nó sẽ khởi lên cái tâm tham. Cái tham thì nó luôn đi với tà kiến, nó luôn đi với cái sự hiểu biết sai, nó đi với những cái tâm si, đi với cái sự vô minh. Cho nên là tất cả những cái tâm bất thiện nó đều là do cái sự hiểu biết sai lầm, hiểu biết không đúng, hiểu biết không chân chánh, tác ý không chân chánh, nhìn nhận không chân chánh, nhận thức không chân chánh, thì là nó sẽ sinh ra những cái tâm bất thiện. Để những cái người nào mà được trau dồi những cái tư tưởng thiện này, những cái tư tưởng chân chánh, thì cái người đấy sẽ có nhiều cái tác ý chân chánh, nhiều cái nhận thức chân chánh, nhiều cái hiểu biết chân chánh, thì nó sẽ không có khởi lên những cái tâm bất thiện. Còn cái người nào mà càng được trau dồi, càng được rèn luyện những cái tâm, những cái tư tưởng bất thiện, những cái tư tưởng không chân chánh, thì những cái tâm bất thiện này sẽ khởi lên rất là nhiều. Thì những cái pháp để mà thay đổi được cái tâm thức đó là chính là thay đổi cái nhận thức, cái sự hiểu biết. Cái nhận thức đấy nó có những cái nhận thức nó thuộc về cái pháp tục đế, cái pháp tương đối ở bên ngoài, nhưng nó cũng có thể thay đổi được cả những cái pháp chân đế, tức là những cái tư tưởng rất là vi tế, đó là cái sự tuệ chi thấy được những cái pháp chân đế ở bên trong, nó có thể thay đổi được cái chi kiến ở bên trong, có thể thay đổi được cái hiểu biết trên lý thuyết ở bên ngoài, nó cũng có thể khởi lên được những cái tâm thiện và giảm bớt cái tâm bất thiện. Nhưng mà với cái pháp thực hành thiền tuệ thì nó sẽ thay đổi cái chi kiến rất là sâu sắc vi tế ở bên trong, cho nên nó có thể diệt trừ được các tâm bất thiện. Nên là để hiểu được tâm tham thì cần phải phân tích được các cái tâm tham,
hiểu được tâm sân thì cần phải hiểu được cái nguyên nhân mà nó khởi lên tâm sân. Ví dụ như là một cái người mà thực hành thiền tuệ để mà muốn thấy được tâm sân, vì đó cần phải hiểu ra được cái nhân nào nó sinh lên cái tâm sân. Ví dụ như là cái tâm sân ấy, nó sinh lên khi mà mình có cái sự tác ý về cái sự chán ghét đối với một cái cảnh nào đấy, đối với một cái ngoại cảnh, mình phải khởi lên cái sự chán ghét thì nó mới sân. Ví dụ sân tức giận này, mình tức giận đối với một cái cảnh nào đấy thì nó khởi đến tâm sân. Hoặc là sân khi mình ghen tị với một cái người nào đấy, mình thấy người khác nó người ta làm những cái có những cái sự thành công, rồi mình tức giận, mình ghen tị với cái sự thành công của người khác, nó có thể khởi lên tâm sân. Hoặc là sân nó có thể khởi lên khi mà mình không muốn chia sẻ những cái sự thành công của mình cho người khác. Mình có cái sự thành công, mình có cái thành tựu gì đó mà mình chỉ muốn giữ cho mình thôi, mình không muốn người khác thành đạt như mình, thành tựu như mình, thành công như mình. Mình chỉ tìm cách làm cho cái người khác luôn luôn phải không bằng mình phải hơn người. Thì cái tâm là mình không muốn chia sẻ, tức là cái tâm bỏ sẻ, mình không muốn chia sẻ những cái thành tựu của mình cho người khác, thì đó cũng là một cái loại tâm sân. Hoặc là tâm sân nó là do mình luôn luôn cảm thấy hối hận về những điều mình chưa làm được, hoặc là hối hận vì mình đã làm mà nó không thành tựu theo ý muốn của mình, làm một cái gì đó mà nó không thành tựu theo những cái điều mình mong muốn. Mình trở nên cái sự bất mãn, trở nên cái sự khó chịu, trở nên cái sự phân nộ về cái sự mà nó không được thành tựu. Thì cái tâm sân này nó gọi là tâm sân về hối hận, thì nó tâm sân nó cũng khởi lên như thế. Còn tâm si thì nó khởi lên khi mà mình mơ hồ đối với những cái cảnh. Ví dụ như là một cái người mà mình có những cái hiểu biết mơ hồ, có cái nhận thức mơ hồ, có cái sự thấy biết một cách mơ hồ, mình không hiểu rõ, mình không hiểu sâu sắc, thì khi mà mình thấy những cái cảnh nó khó hiểu mà mình khởi lên cái tâm do dự, khởi lên cái tâm hoài nghi, thì đó nó gọi là tâm si. Khi mình hiểu được những cái nguyên nhân sinh ra những cái tâm đấy thì mới phân tích được cái tâm đấy, phân tích để mới hiểu được cái tâm đấy. Khi mà hiểu được nó rồi thì bất cứ lúc nào mình cũng có thể biết được cái trạng thái tâm của mình, hoặc là mình có thể biết được cái trạng thái tâm của người khác. Hiểu được nó, các cái trạng thái tâm này rồi thì mình cũng sẽ biết được là tại sao cái tính cách của mỗi con người nó có một cái sự khác nhau. Tại sao có những cái người người ta hay tham, cái người ta có những người ta lại nặng về cái tâm sân, có cái người ta lại nặng về cái tâm si. Đấy, thì đấy nó thuộc về cái tánh của con người, do nó được huân tập nhiều, nó sống ở trong cái môi trường mà cái môi trường mà nó có nhiều cái cơ hội khởi lên tâm tham, thì cái tâm tham nó được khởi lên nhiều lần, nó thành cái thói quen này, nó mạnh lên, tâm sân nó khởi lên nhiều thì nó mạnh lên, thì nó cái tánh sân nó sẽ nổi trội. Cái tâm si nó khởi lên nhiều nó mạnh lên thì cái người đó sẽ có cái tánh si nó nổi trội. Thì tam sân si này nó được gọi là cái ung nhọt, nó được gọi là cái bệnh của tâm, nó được gọi là cấu uế của tâm. Thì khi mà hiểu được nó rồi thì mình hiểu được cả những cái nhân làm sinh ra những cái tâm thiện nữa, thì sau đó tất cả những cái nỗ lực trong cái quá trình thực hành tu tập về tâm và mở mang trí tuệ để mà đoạn trừ được ba cái độc tham sân si này ở trong tâm, tất cả những cái khổ đau, tất cả những cái bận hạnh ở hiện tại, ở tương lai và ở quá khứ hiện tại vị lai, nó đều sinh ra từ ba cái tâm tham sân si. Ngày nào mà còn cái tham sân si này thì cái ngày đấy cái nguy hiểm nó vẫn còn rình rập. Nó giống như là cái con rắn độc mà mình nó đang núp ở trong nhà, nó đang núp ở trong cái thân thể của mình, lúc nào mình cũng có cái nguy cơ bị chết vì ba cái con rắn độc. Thì cái người nào mà còn cái tâm tham sân si ấp ủ ẩn chứa ở trong lòng, ở trong tâm ấy, thì cái nguy cơ mà bị đọa xuống địa ngục, ngã quỷ súc sinh là vẫn còn. Từ cái tham mà mình có thể đi bằng địa ngục,
khi mà ngã quỷ đã đi vào súc sinh. Từ cái tâm sân này nó cũng là cái nguy cơ để đi vào địa ngục ngã quỷ súc sinh. Từ cái tâm si này nó cũng có nguy cơ đi vào địa ngục ngã quỷ súc sinh. Thì tất cả cái nỗ lực thực hành thiền để mình loại trừ tham sân si, loại trừ những cấu uế, loại trừ những cái ô nhiễm ở trong tâm, mà chính ba cái tâm này là ô nhiễm, là cấu uế, là cái mà cần phải loại trừ. Còn đến cái tâm được gọi là tâm vô nhân, tâm vô nhân thì đây nó thuộc về tâm quả. Có khi nó là tâm quả thiện, có khi nó là tâm quả bất thiện, và có khi nó là tâm duy tác. Tâm vô nhân là những cái tâm này nó khởi lên khi mà các cái căn của mình nó tiếp xúc với những cái cảnh trần. Ví dụ như là mắt mình nó thấy một cái cảnh trần mà nó ưa thích hoặc là nó không ưa thích, thì những cái tâm này nó là tâm quả, nó không có cái tính chất tham sân si ở trong đấy, nó không có cái tính chất vô tham vô sân vô si ở trong đấy, cho nên nó được gọi là tâm vô nhân. Thì khi mà phân tích các cái tâm vô nhân này, ví dụ như là ở một cái tâm nhãn thức thì nó có cái thức xúc thọ tưởng tư nhất hành mà quyền tác ý, tức là nó chỉ có cái sự nhận biết đối với một cái cảnh sắc hay là một cái cảnh thanh, một cái cảnh hương, một cái cảnh vị, một cái cảnh xúc. Và tiếp theo sau đó thì mình mới có cái sự tiếp nhận cái cảnh, suy xét cái cảnh đấy, rồi mình mới xác định cái cảnh đấy và khởi lên cái tâm thiện hoặc bất thiện đối với cái cảnh đấy, khởi lên tham hoặc là vô tham, sân hoặc vô sân, si hoặc vô si đối với cái cảnh đấy. Thì cái người nào mà có nhiều cái thiện nghiệp thì luôn luôn những cái tâm quả nó luôn luôn được chủ là cái tâm quả thiện, là mình thấy nghe gửi đem chú trọng những cái cảnh mà nó được hài lòng. Còn với cái người nào mà có nhiều cái bất thiện nghiệp thì cái tâm nó luôn khởi lên đối với khi mà mình đối diện đối với cái cảnh, nó luôn khởi lên những cái tâm bất mãn, những cái tâm mà nó không hài lòng, cái tâm mà nó chán chường. Nó cũng cùng một cái cảnh ở trước mắt, nhưng mà hai người lại có cái sự cảm nhận khác nhau. Có cùng một cái cảnh đấy nhưng mà mỗi chúng sinh lại có những cái cảm nhận khác nhau. Cùng một cái cảnh này nhưng mà với người này thì là người ta khởi lên cái tâm rất là thoải mái dễ chịu, nhưng với người khác nó lại là một cái tâm rất là khó chịu, rất là bực tức, rất là khó chịu. Ví dụ như là bây giờ trời nắng thì với một số người sẽ cảm thấy rất là hoan hỉ, rất là thích thú, rất là dễ chịu, nhất là những cái người người ta đang phơi những cái đồ mà cần phải phơi khô thì bây giờ gặp trời nắng thì người ta rất là dễ chịu, nhưng mà nó lại rất là khó chịu đối với lại những cái người mà người ta đang chịu những cái cảnh hạn hán, cây cối khô cằn này, những người mà người ta đang mong có trời mưa, thì người ta thấy trời nắng thì người ta cảm thấy là buồn bực khó chịu. Hay là với một số người thì khi mà người ta gặp trời mưa thì người ta cảm thấy rất là hoan hỉ với người này, nhưng mà nó lại là một cái nỗi khổ với người kia. Với những cái chúng sinh này thì đó là một cái điều may, nhưng với chúng sinh khác thì đó lại là một cái hiểm họa. Thì cùng một cái cảnh nhưng mà nó lại có cái sự cảm nhận khác nhau như vậy, đó là do cái nghiệp của chúng sinh nó có cái sự khác nhau. Bây giờ một cái cơn sóng thần đó về thì nó làm một cái hiểm họa đối với người và một số loài, nhưng mà với cái loài tôm cua, những cái loài sống ở dưới nước ấy, thì nó được giải phóng, nó được thoát ra khỏi những cái ao tù đầy, thì đấy nó lại là một cái hạnh phúc, một cái may mắn, một cái phúc lớn rồi. Thì chúng sinh ở trên thế gian là như thế, cái cảnh, nhưng mà cái kết quả, cái tâm quả của chúng sinh nó khác nhau, nó chỗ ở trong cái tâm thức khác nhau, cho nên là những cái tâm đấy nó được gọi là tâm vô nhân, tâm quả thiện và tâm quả bất thiện. Còn có những cái người chúng sinh thì luôn luôn dửng dưng đối với tất cả các ngoại cảnh, ví dụ như một bậc A-la-hán thì cái cảnh gì cũng không có tốt, không có xấu. Đối với bậc A-la-hán là không có cái cảnh gì là đáng để hấp dẫn, đáng để ưa thích, mà cũng không có cái cảnh gì là đáng để nhàm chán, đáng để chán ghét. Cảnh gì cũng tự tại, cũng rực rực.
thì cái tâm đấy được gọi là cái tâm duy tác, cái tâm không có bị chi phối bởi những cái nghiệp. Thì cái tâm mà nó không để lại cái nghiệp, nó cái tâm quả, nhưng mà nó không có khởi lên cái yêu và cái ghen, không để lại cái nghiệp ở tương lai. Tâm vô nhân, nhãn thức thọ xả quả bất thiện nhĩ thức thị thức thiệt thức thân thức tiếp thấu quan sát, đây là những cái tâm vô nhân quả bất thiện. Còn cái tâm vô nhân quả thiện thì là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thị thức thiệt thức thân thức thọ xả quả thiện và tiếp thấu suy xét quả thiện vô nhân. Thì cái tâm quả thiện ấy, thì nó sẽ thấy cái cảnh nó hài lòng, cho nên nó được thêm cái tâm hỷ nữa. Còn cái tâm quả bất thiện thì do nó luôn luôn thấy những cái cảnh không hài lòng, cho nên nó không có cái tâm hỷ. Cho nên nó có cái sự khác nhau, đó là quả thiện thì nó chỉ có 7 tâm, quả bất thiện thì nó có 7 tâm, mà quả thiện thì nó có 8 tâm. Còn tâm duy tác thì nó, đó là cái, những cái tâm duy tác ở cái tâm, một cái nội tâm, như là khi mà mắt mình hướng đến một cái cảnh gì đó thì nó có một cái tâm mà nó hướng đến, thì cái tâm nó đi từ trong mắt mà nó đi đến cảnh thì nó được gọi là tâm duy tác, bởi vì nó không có một cái động cơ nào là thiện hay bất thiện ở trong đây. Cái tâm khai ý môn nó cũng thế, tâm khai ý môn thì khi mà cái ý thức của mình nó muốn nghĩ lại một cái cảnh quá khứ hay tương lai nào này, thì một cái tâm mà nó hướng đến cái cảnh đấy thì nó không có cái động cơ thiện hay bất thiện ở trong đấy thì được gọi là duy tác. Cũng bị tiêu, đó là một cái tâm mỉm cười của những bậc A La Hán, thì nó cũng không có cái thiện và bất thiện ở trong đấy. Và cái tâm dục giới tinh hảo có 24 tâm, có 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả và cái 8 tâm đại tố. Trong cái bản tâm này có nói về cái tâm tịnh hảo. Tâm tịnh hảo này thì nó chỉ đi kèm với các cái tâm thiện. Khi mình khởi lên một cái tâm thiện thì nó sẽ có những cái tâm tịnh hảo sinh lên. Cái tâm tâm thiện 24 cái tâm thiện này, ví dụ như là một cái tâm thiện đôi khi nó đi với cái trí tuệ, tức là thiện tâm hợp với trí tuệ. Đôi khi một cái tâm thiện của mình nó không đi kèm với trí tuệ, tức là một cái tâm thiện ni trí. Ví dụ như là bây giờ mình khởi lên một cái ý muốn làm việc thiện như là mình giữ giới không sát sinh, khởi lên một cái thiện nghiệp là mình bố thí, khởi lên một cái thiện nghiệp là cung kính, khởi lên một cái thiện nghiệp đó là hoan hỷ với những cái điều thiện của người khác này, khởi lên một cái việc, cái tâm thiện như là một cái tâm từ tâm bi, một cái tâm hỷ tâm sàng này, thì tất cả những cái tâm thiện ở dục giới hay là tâm thiện sắc giới, vô sắc giới thì nó đều đi kèm với những cái tâm tịnh hạnh, những cái tâm tốt đẹp. Và những cái tâm tịnh hạnh này thì nó có rất là nhiều tâm. Ví dụ như là cái tâm dục giới tịnh hạnh thì nó chia làm 3 phần: tâm thiện dục giới tịnh hạnh, nó là cái tâm thiện hợp trí, tâm thiện đi kèm với trí. Đôi khi những cái tâm thiện mà có những cái tâm là cần phải có cái sự nhắc nhở của người khác, có những cái tâm thiện mà không cần có cái sự nhắc nhở của người khác. Những cái tâm thiện mà nó còn yếu thì cần phải có cái sự nhắc nhở. Ví dụ như là bây giờ có những cái người mà người ta làm việc thiện nhưng phải có được cái người khác thúc giục, có cái người khác nhắc nhở thì họ mới làm. Còn nếu mà không có cái người thúc giục, không có người nhắc nhở, không có cái người mà khích lệ động viên thì người ta sẽ không làm việc thiện này. Tất cả những việc thiện như bây giờ bảo mình để cho mình tự ý mình làm những cái việc thiện, những cái thiện pháp bố thí cúng dường hay là tu tập về thân khẩu ý, thì khi mà một cái người sơ cơ mới bắt đầu đang tập sự làm những cái việc thiện ấy, thì những cái tâm ấy nó còn yếu ớt. Cho nên nếu như mà được thân cận, được ở gần với những một cái người mà người ta đã có cái tánh thiện nó mạnh rồi, thì thường xuyên được cái sự thúc giục, thường xuyên được cái sự nhắc nhở thì người ta sẽ làm một cách đều đặn. Và khi nào mà một cái người đã trưởng thành trong những cái thiện pháp rồi, cái tâm thiện của người đó đã trở nên mạnh mẽ rồi, thì lúc đấy họ mới có được cái tính tự giác.
người ta có thể chủ động làm những cái thiện pháp, những cái thiện nghiệp. Thế như là bây giờ có những cái thiền sinh về chùa thì có thể ngồi thiền 7-8 tiếng một ngày, 9-10 tiếng một ngày, nhưng mà khi mà đi về chỗ ở một mình chỉ ngồi được 3-4 tiếng hoặc là 1 tiếng, 2 tiếng, vì nó không có cái sự nhắc nhở, không có cái sự thúc giục, hoặc là đôi khi mình bỏ bê luôn, bỏ mất luôn. Thì cái đấy nó cũng là do cái tâm thiện nó còn yếu, cho nên nó cần có cái sự thúc giục nhắc nhở. Nhưng mà với một cái tâm thiện đã mạnh rồi thì dù mình có, lúc đấy mình đã trở nên vững vàng và trưởng thành rồi, thì lúc đấy mình có thể ở một cái nơi nào khác, mình sống một mình vẫn có thể duy trì được những thiện pháp, mình vẫn có thể thực hành những cái thiện nghiệp một cách đều đặn thường xuyên được. Cho nên tâm thiện nó cũng có khi nó cần phải có cái sự thúc giục, có cái sự nhắc nhở, mà cũng có khi nó không cần thúc giục, nó không cần nhắc nhở nữa. Và cái người mà làm cái tâm thiện ấy, có khi người ta làm với một cái tâm hoan hỷ. Mỗi khi khởi lên làm cái việc thiện đấy mà cảm thấy hoan hỷ, thích thú. Nhưng mà cũng có khi làm cái tâm thiện đấy với một cái tâm nó rực rưng, không hoan hỷ, không thích thú gì cả. Thì nó có hai cái trạng thái. Một là cái người mà mới làm việc thiện, thì cái người đấy cảm thấy mình giống như là cái cơ hội được làm những cái thiện nghiệp này nó rất là ít, cho nên người đó có cái tâm rất là hoan hỷ, rất là phấn khởi mỗi khi có cơ hội để được làm những cái thiện pháp, những cái thiện nghiệp. Thì cái tâm thiện đấy nó là tâm thiện đi kèm với hỷ, tâm thiện mà nó có cái hoan hỷ. Nhưng nếu như cái công việc đấy dù nó là thiện nghiệp nhưng mình làm một cách thường xuyên, làm nhiều rồi và mình sẽ cảm thấy nó trở nên bình thường, thì cái lúc đấy nó là cái tâm thiện mà nó đi với cái sự dửng dưng, nó đi với cái tâm xả. Nhưng mà cũng có đôi khi với một cái người mà người ta làm với một cái tâm hỷ, thì làm do người ta hiểu được là cái tạo ra cái thiện nghiệp này nó sẽ để lại những cái thành quả cao thượng tốt đẹp ở trong tương lai, cho nên càng làm nhiều việc thiện càng hoan hỷ, việc thiện càng làm càng lâu này vẫn cứ hoan hỷ chứ không cảm thấy có cái sự nhàm chán. Đó là cái người đó có cái trí tuệ mạnh, nó luôn có cái sự nhận thức được rằng là những cái việc thiện này làm nhiều, làm mãi nhưng mà nó vẫn không đủ, nó càng làm nhiều càng tốt, càng làm nhiều càng hoan hỷ. Vậy cho nên là có những cái người, người ta làm việc thiện mãi mà người ta vẫn không chán, người ta vẫn thích thú, người ta vẫn hoan hỷ. Hoặc là có những cái người làm với cái việc thiện với tâm xả, với tâm xả, đó là do cái người này làm với cái sự không có thật, không có thật tâm, không hoan hỷ lắm, vì người khác thúc giục nhắc nhở. Hoặc là có người, người ta làm với tâm xả, đó là vì không còn có cái sự dính mắc đối với cái thiện và cái bất thiện, người ta không còn có cái sự dính mắc, không còn, tức là người ta dứt được cái tham ái rồi, cái tham ái đối với cái nghiệp nhân với cái nghiệp quả rồi, người ta đã dứt trừ được tất cả những cái tham ái đối với cái pháp hữu vi như một bậc a la hán, thì bất cứ một cái hành động gì, một cái công việc gì cũng làm với cái tâm xả, mặc dù tất cả những cái việc đó đều là việc thiện. Vậy cho nên là cái tâm thiện nó có thể có đi kèm với hoan hỷ, nó có thể đi kèm với tâm xả, và nó cũng có thể đi kèm với trí, và có thể đi kèm, hoặc là nó không có trí ở trong đấy. Cái người làm việc thiện và đôi khi cái người đó hiểu biết đúng cái việc đó thì đó là cái tâm thiện, tâm mà nó hợp với trí tuệ. Nhưng mà cũng có cái người làm cái việc thiện nhưng mà không có cái sự hiểu biết ở trong đấy, nhưng cái người đấy vẫn làm việc thiện như là vẫn bố thí, vẫn cung kính, vẫn phục vụ, vẫn tạo phước thường xuyên, nhưng mà cái vị đó lại không có cái trí về cái nghiệp và quả của nghiệp, vị đó không có cái sự tác ý là đây là nghiệp thiện sẽ để lại cái quả báo ở trong tương lai, do không có cái trí quan sát về những cái nghiệp nhân và nghiệp quả như vậy, thì cái thiện tâm đấy nó bị yếu về trí tuệ, thì thiện tâm mà không hợp trí
cho nên nó có cái tâm thiện ni trí và có cái tâm thiện hợp vị trí. Thì cái tâm thiện ở cái cõi dục giới này có thể nó khởi lên do cái sự tác ý ở trong hiện tại này. Có thể là mình tác ý, có cái sự tác ý chân chánh cho nên nó khởi lên cái tâm thiện. Còn nếu mà cái người nào mà có cái sự tác ý mà không chân chánh thì nó sẽ khởi lên tâm bất thiện. Cái tâm thiện này nó sẽ khởi lên khi nào mình nhìn thấy những cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp ở hiện tại này mà mình có cái sự tác ý đúng. Như là mình biết là cái cảnh này nó là vô thường, cái cảnh này nó là khổ, cái cảnh này là vô ngã, cái cảnh này là bất tịnh. Và mình hiểu biết đúng bản chất của cái cảnh đấy. Mình không có cái sự so đo, không có cái tính toán, không có cái sự so sánh, không có cái phân biệt hơn thua, không có cái yêu ghét ở trong đấy. Thì cái lúc đấy cái tâm thiện nó sẽ khởi sinh lên, nó sẽ sinh khởi lên. Ví dụ như là bây giờ một cái cảnh mình nhìn thấy những cái cảnh sắc mà mình thấy bằng mắt ở trước mặt mình, và mình không có nhìn vào cái khía cạnh đó là đẹp và xấu của nó, mà mình nhìn vào cái bản chất thật sự của nó, đây là cảnh sắc. Ví dụ như là nhìn thấy một cái nhà, đây là cái nhà, chứ mình không nghĩ đây là nhà đẹp, đây là nhà xấu. Thì lúc đấy nó có cái tâm thiện nó khởi lên, hoặc là mình biết là cái cảnh này là vô thường, mình biết mình tại sao mình khởi giữ được cái tâm mà nó ở cái trạng thái trung dung, không yêu không ghét, không thiện không ác, bởi vì mình có trí tuệ hiểu rằng là cái cảnh này nó không tồn tại mãi được, nó có sinh thì nó phải có diệt. Thế thì bất cứ một cái cảnh nào mà nó đập vào trong mắt mình đều có cái trí tuệ hiểu rằng là cái cảnh này nó sinh lên rồi nó sẽ diệt đi, nó không thể tồn tại mãi được, cho nên là cái đẹp nó không thật, cái xấu nó không thật, mà chỉ có cái tính sinh diệt là nó thật. Thì khi nào mình có được cái trí quan sát nhận thức đối với cái cảnh mà nó đập vào con mắt như vậy, thì lúc đấy nó phải có cái tâm thiện nó khởi lên. Hoặc là những cái bất cứ một cái âm thanh nào, một cái lời nói nào, một cái tiếng động nào nó tác động vào trong tai của mình mà mình không có khởi lên cái âm thanh này là hay hay là dở, hay hay không hay, mình không để ý đến hai cái khía cạnh tiêu cực, mà mình để ý đến một cái khía cạnh, đó là cái âm thanh này không thật, nó có cái sự giả tạm ở trong đấy, nó có cái sự sinh diệt ở trong đấy, vô thường khổ vô ngã ở trong đấy, thì cái lúc đấy nó sẽ có cái tâm thiện nó khởi lên. Còn ngược lại thì nó là tâm tham, tâm sân, tâm si nó khởi lên. Còn nếu mà trong cái tâm thiện đấy thì nó do mình có cái sự tác ý đúng, nhận thức đúng, hiểu biết đúng, nhìn nhận đúng, thì nó khởi lên những cái tâm thiện. Hay là một cái cảnh mà nó đập vào trong mũi hay trong lưỡi mình, một cái mùi hương ấy, nó khởi vào trong mũi mình không có đắm nhiễm vào cái mùi thơm hay là hôi của nó, mà mình chỉ tác ý đến cái tính giả tạm của nó, đến cái sự hợp tan của nó. Nó có đến thì nó sẽ có đi, nó có hiện hữu thì nó sẽ có biến mất. Hay là những cái mùi, cái vị gì mà tác động vào trong lưỡi của mình khi mình ăn những cái món ăn mà mình không có để ý vào đến cái ngon hay cái dở của nó, mà mình chỉ có để ý đến cái sự giả tạm của nó. Cái vị này nó cũng chỉ là giả tạm thôi, nó cũng chỉ là vô thường, nó không có thể, cái ngon nó không tồn tại mãi, mà cái dở nó không tồn tại mãi, nó chỉ thoáng qua, cho nên nó không thật, nó không có tồn, nó là không có trường tồn, nó không có mãi mãi, nên nó có sự vô thường khổ vô ngã ở trong đấy. Thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái tâm thiện, cái sự đụng chạm hay xúc chạm vào trong thân mình cũng thế. Thì mình đụng chạm với cái gì mình cũng chỉ tác ý nó không có thật. Khi mà mình đụng chạm thì mình sẽ có hai tác ý, một là khổ, hai là lạc. Tức là những cái gì mà mình ưa thích khi mà đụng chạm trên thân mình thì nó sẽ sinh ra cái sự tham. Cái gì mà đụng chạm trên thân thể mình mà mình cảm thấy nó đau đớn thì nó sinh ra cái thọ khổ. Nhưng mà bất cứ một cái gì nó đụng chạm ở trên mình chỉ nghĩ là đó là cái sự đụng chạm. Đó là cái sự đụng chạm đấy, nó chỉ là cái sự vô thường. Nó là khổ, là vô ngã, là bất tịnh.
thì cái đụng chạm ấy nó sẽ không khởi lên những cái khía cạnh của tham sân si, mà nó sẽ khởi lên cái sự nhận thức đúng, hiểu biết đúng. Thì lúc đấy nó sẽ sinh lên cái tâm thiện. Ví dụ như là bây giờ mình mặc một cái áo gì ở trên người, cái người có tánh tham ấy thì nghĩ là phải mặc cái áo này nó mềm mại để cho nó mát da mát thịt. Thì cái người đấy sẽ khởi lên cái tâm tham, thích đụng chạm với lại những cái vật chất mà nó có cái tính mềm mại, mình ưa thích cái đắm nhiễm ở trong đấy. Thế mà mặc phải một cái áo nào mà nó cái vải nó thô, nó cứng này, nó rát, nó khó chịu, mình cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu, buồn bực, bực tức mà ai mà cho tôi cái áo như thế này. Thì lúc đấy nó sẽ có cái tâm sân nó khởi lên ở trong đấy. Còn với một cái người mà khi mà mình đụng chạm đối với cái vật chất đấy, mình không có tác ý đến hai cái khía cạnh tiêu cực đấy, mà mình chỉ biết rằng đây nó chỉ là một cái sự đụng chạm, một cái sự xúc chạm, nó không có thật, nó là vô thường. Tất cả những cái sự xúc chạm với cái gì, cái vật mềm hay cứng thì nó cũng là khổ, nó là vô ngã, nó là bất tịnh. Thì khi mà mình có cái sự tác ý đúng như vậy thì nó sẽ khởi lên những cái tâm tịnh hảo, tức là những cái tâm thiện vô tham vô sân vô si ở trong đấy. Thì những cái sự tác ý chân chính, những cái sự như lý tác ý đấy, nó sẽ khởi lên các cái tâm thiện. Ở dục giới thì nó là tâm thiện dục giới, sắc giới thì nó có tâm thiện sắc giới, vô sắc giới có tâm thiện vô sắc giới. Thì đôi khi những cái tâm thiện này nó là những cái tâm quả. Tâm quả đôi khi nó là tâm thiện là khi mình tác ý đối với cảnh vật ở hiện tại này. Nhưng đôi khi có những cái tâm thiện đó nó khởi lên là do cái tâm quả ở trong quá khứ. Ví dụ như là ở trong quá khứ mình thường tạo những cái thiện nghiệp, cho nên là mình sinh ở kiếp này mình được sinh làm người, có những cái tâm tục sinh, tâm hữu phận của mình, nó luôn là cái tâm thiện nó sinh khởi. Mà đôi khi những cái tâm, những cái nghiệp ở trong quá khứ nó hỗ trợ cho cái đời sống thường nhật hàng ngày của mình. Ví dụ như là người ở trong quá khứ mà thường có đã huân tập những cái tâm thiện nó mạnh rồi, thì bây giờ những cái thiện nghiệp nó cũng trổ mạnh. Ví dụ như cái người trong quá khứ thường hay tu tập tâm từ, cho nên là bây giờ sinh ra cái tâm từ đó nó còn rất là mạnh, và nó thường xuyên khởi lên, nó luôn luôn thấy chúng sinh là đáng yêu, đáng mến, nên nó gặp ai nó cũng yêu quý hết, nó không có ghét một ai cả. Thì cái đấy nó là cái tâm quả mà nó sinh khởi. Hay là một cái chúng sinh ở trong quá khứ nó hay tu tập về tâm bi, thấy chúng sinh nào cũng đang khổ não và nó nhìn thấy ai nó cũng muốn ăn giảm và nó cứu vớt chúng sinh. Thì cái đấy nó là cái tâm thiện nó mạnh. Hay là có cái chúng sinh mà trước kia hay tu tập cái tâm hỷ, nên bây giờ nó nhìn thấy ai nó cũng hoan hỉ, nhìn thấy ai nó cũng mỉm cười, nhìn thấy ai nó cũng tay mắt mặt mừng. Thì cái đấy nó cũng là tâm thiện, một cái tâm quả thiện nó sinh khởi. Thì cái tâm thiện nó sẽ làm cho cái người đấy luôn luôn cảm thấy được hoan hỉ, được hạnh phúc, được an vui. Dù cái tâm thiện ấy nó sinh lên, nó là cái tâm ở hiện tại hay nó là cái quả ở quá khứ, thì nó đều làm cho cái tâm cảm thấy nó rất là thoải mái, rất là dễ chịu, rất là an ổn. Còn cái tâm bất thiện nó khởi lên thì nó sẽ làm cho cái tâm rất là bất an, rất là khó chịu, rất là khổ sở. Trong tâm mình cũng thế, nếu mình trau dồi được nhiều cái thiện thì mình hạnh phúc, trau dồi được nhiều cái bất thiện thì sẽ là cái sự khổ đau. Một cái loại tâm là duy tác dục giới tịnh hảo, thì đó là cái tâm mà không có để lại cái quả báo, như là những cái tâm như là tâm hữu phần hay là tâm tục sinh của mình. Nó là những cái tâm duy, nó là tâm quả, hay là những cái tâm của các bậc A-la-hán thì thì nó là tâm thiện nhưng mà nó không có để lại cái nghiệp hữu. Còn tất cả những cái tâm của những cái người phàm phu thì nó sẽ, những cái tâm thiện nó sẽ để lại cái nghiệp hữu, đó là nó sẽ để lại cái nghiệp thiện, và mình sẽ tham ái dính mắc với cái nghiệp thiện đấy và sẽ đi tái sinh ở trong tương lai. Còn các bậc A La Hán khởi lên những cái tâm thiện nhưng sẽ không có cái dính mắc đối với cái thiện đó, đối với những cái hành động, những cái nghiệp thiện đó không có cái, không để lại cái nghiệp hữu.
cho nên được gọi là tâm duy tác, nó chỉ có tạm tác mà không để lại quả. Còn có những cái tâm rộng lớn hơn nữa được gọi là các cái tâm đáo đạt, như là 15 tâm thiền sắc giới và 12 tâm thiền vô sắc giới. Các cái tâm thiền như là một cái người mà thực hành thiền thì nó sẽ mở mang ra được một những cái tâm đó, nó thuộc về cái tâm mà nó vượt qua khỏi cái nội tâm dục giới. Đối với cái người bình thường ấy, thì cái tâm nó chỉ ở cái tâm dục giới này thôi, nó chỉ khởi lên ở cái trạng thái tâm dục giới, đó là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si, và cái 8 cái tâm đại thiện, 8 cái tâm đại quả. Còn với người có hành thiền chứng đắc các tầng thiền thì nó mới khởi lên các cái tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Thế như chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì nó sẽ khởi lên các cái tâm sắc giới, tâm của 4 cái tầng thiền, 5 tầng thiền, hay là tâm 12 của cái tâm vô sắc giới, hay là cái tâm đáo đạt. Tâm sắc giới thì có tạo thành cái thiện sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, tâm quả sắc giới và tâm duy tác sắc giới. Thì đối với một cái người ở cõi người mình thực hành thiền thì chỉ có tạo được cái tâm thiện sắc giới, tâm chứ còn tâm quả sắc giới khi nào sinh về cõi phạm thiền. Còn người bậc a la hán thì cái tâm thiền đấy mới trở thành tâm duy tác. Như một cái người mà chứng được sơ thiền, mình trú ở trong sơ thiền đấy 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng là mình đang tạo cái thiện nghiệp sơ thiền, cái thiện nghiệp sắc giới. Trong suốt 1 tiếng, 2 tiếng liền mình tạo cái thiện nghiệp. Và do cái thiện nghiệp đấy nó được sinh khởi liên tục và nó để lại cái nghiệp quả rất là mạnh. Cho nên là cái sau này nó sẽ trổ quả. Và khi nào nó trổ quả, nó sẽ trổ cái quả rất là nhiều, rất là dài, rất là lâu. Cho nên là cái người mà thực hành thiền sau khi chết và vì nó mà chưa chứng được quả A-la-hán thì sẽ sinh về các cõi phạm thiên. Và ở cái cõi phạm thiên đấy thì cái tâm quả của các cái tâm sắc giới này nó sẽ trổ. Và nó trổ, nó sẽ duy trì cái thọ mạng của cái vị đó an trú ở trong cái trạng thái thiền đấy một thời gian rất là dài. Ví dụ như là một người chứng sơ thiền mà khi mà sinh về cái cõi phạm thiên sơ thiền thì cái tâm quả ấy nó sẽ trổ trong suốt một cái đại kiếp trái đất. Tức là cái vì đó có thể là hành thiền ở cái kiếp này trong một thời gian ngắn thôi, có thể là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thôi, an trú ở trong cái tầng thiền đấy. Nhưng mà khi mà nó sinh về một cái cõi phạm thiên rồi, cái tâm quả của cái tâm thiền đấy nó trổ quả liên tục trong cả một đại kiếp. Hoặc là vị đó mà chứng đến tứ thiền, có thể an trú ở trong cái tứ thiền đấy 7 ngày, 7 tháng hay là 7 năm ở cái cõi người này. Nhưng mà khi chết nó trổ quả, mà được sinh về cõi phạm thiên thì cái tâm thiền đấy nó sẽ trổ quả liên tục suốt trong 500 đại kiếp. 500 đại kiếp trái đất này sinh diệt. Vì chỉ cái tâm thiền nó mạnh, vì nó liên tục. Bây giờ một cái tâm gì đó mình khởi lên mà nó thường xuyên gián đoạn thì cái tâm đấy nó sẽ yếu. Nhưng mà cái tâm gì mà nó khởi lên liên tục không có sự gián đoạn thì cái tâm đấy nó rất là mạnh. Ví dụ như bây giờ mình có cái tâm mình giữ giới hay mình bố thí hay mình cúng dường một cái gì đó, nhưng mà cái tâm hoan hỷ với cái việc cúng dường đấy nó duy trì được lâu không? Ví dụ bây giờ mình thử bố thí một cái gì đó, xong là mình để ý cái ngày hôm đấy, cái tâm hoan hỷ về cái thiện nghiệp bố thí đấy nó khởi lên bao nhiêu lần, mỗi lần nó khởi lên bao nhiêu phút. Nếu như cái tâm thiện đấy mà nó khởi lên liên tục không gián đoạn thì sau này mình sẽ sinh về các cái cõi thiên giới rất là cao. Ví dụ nếu như nó được sinh về cái cõi tứ đại thiên vương, từ cái thiện nghiệp bố thí do mình có cái tâm mạnh mẽ đấy, nó sẽ trổ quả liên tục trong trong 500 kiếp của thiên giới, 500 năm của thiên giới, mà một ngày một đêm là bằng 50 năm ở cõi nhân gian đấy. Tức là cái nó sẽ trổ quả mạnh như thế. Nếu như cái tâm thiện của mình nó mạnh mà nó được liên tục thì nó sẽ trổ quả mạnh và liên tục. Hoặc là mình sinh về cái cõi Đam Lợi Thiên, nó có thể trổ quả liên tục trong suốt 36 triệu năm. Có thể là từ một cái hành động mà thiện của mình ở cái đời này mà nó có thể trổ quả như thế. Nhưng mà nó cũng một cái hành động đấy có thể nó sinh lại cõi người và nó cũng có thể trổ quả ở cái cõi người này. Thế có thể là mình sẽ gặp được
mình từ cái hành động của cái việc bố thí đó mà nó trổ quả làm người, thế là mình sẽ được mang cái thân người này suốt 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm, 90 năm hoặc 100 năm. Trổ quả như thế, vậy chứng tỏ là mình sinh lại làm người này là do những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ của mình có mạnh không? Cái thiện nghiệp của quá khứ của mình nó vừa vừa, nó không mạnh, nó mạnh hơn ý, thì nó đã sinh về cái cõi trời. Mình sẽ trở thành chư thiên và mình cái tâm quả nó sẽ trổ nhiều hơn, nó sinh lại làm người cho nên nó trổ là do những cái thiện nghiệp trong quá khứ của mình nó mạnh ở cái mức không cao lắm. Còn nếu một cái tâm thiện thì nó yếu, một cái tâm bất thiện nó mạnh như thì mình đã sinh vào cái cõi khổ này. Thì cái tâm nó có cái tâm thiện và tâm quả như vậy. Cái tâm thiện là do mình tạo tác ở trong hiện tại và cái tâm quả nó sẽ trổ ở trong tương lai. Đấy, thì bây giờ mình làm bất cứ một cái việc gì với một cái tâm thiện, với một cái tác ý thiện, nếu như cái việc đó nó thành tựu rồi mà mình còn duy trì được cái tâm thiện đó ở một cách lâu dài, miên mật, liên tục, thì sau này nó sẽ trở thành những cái tâm quả và nó sẽ trổ quả, nó sẽ trổ quả cũng rất là lâu dài. Còn nếu như cái việc, cái hành động thiện đấy của mình làm xong nhưng mà mình lại với cái tâm phóng dật của mình hay bị gián đoạn, hay bị quên, chóng quên mất ấy, thì sau này cái tâm quả nó cũng sẽ trổ có rất là, nó sẽ trổ rất là ngắn ngủi. Ví dụ mình gặp một cái việc gì đó tốt nhưng mà nó chỉ được một thời gian là nó hết. Mình gặp một cái điều gì đó thuận lợi như ý nhưng mà nó được một thời gian rất ngắn là nó gián đoạn mất. Đó là do cái lúc mà mình tạo cái thiện nghiệp, mình không duy trì được cái thiện tâm này lâu. Nếu mình duy trì được thiện tâm lâu thì sau này nó sẽ trổ quả rất là lâu. Mình có cái tâm thiện ở sắc giới, vô sắc giới nó cũng vậy. Khi mà một cái người mà nhập vào các tầng thiền như là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ đây, thì nếu mình ở quán người mình nhập tầng thiền đấy thì nó là tâm thiện. Mình an trú ở trong cái tầng thiền đấy, sau này nó sẽ trổ quả về cái cõi không vô biên xứ nhỉ. Nó sẽ, mình bây giờ mình an trú ở đây trong một thời gian được tính bằng 5 tháng, nhưng mà khi mà nó trổ quả ở cái cõi vô sắc đấy, khi nào mình do cái thiện nghiệp đấy mình sinh về cõi vô sắc, nó sẽ trổ quả liên tục 20.000 đại kiếp, 40.000 đại kiếp, 60.000 đại kiếp hay là 80.000 đại kiếp, nó trổ quả liên tục như vậy. Đấy là những, khi mà cái tâm của mình càng lớn thì sau này nó sẽ, nó trổ thành những cái tâm quả nó cũng sẽ rất là lớn. Vậy là những cái tâm thiện ở dục giới mà khi nó trổ quả, nó mình có thể tạo thiện nghiệp đấy ở trong một thời gian ngắn, nhưng mà nó có thể trổ, những cái tâm quả nó sẽ trổ trong một thời gian rất dài. Cùng một cái thiện nghiệp đấy, nhưng mà cái tâm của cái người nào mạnh thì cái quả sau này cái tâm quả nó sẽ trổ mạnh. Nếu mà cái tâm thiện yếu thì sau này nó sẽ trổ cái tâm quả nó yếu. Cái tâm thiện đấy mà không gián đoạn thì sau này nó trổ quả không gián đoạn. Cái tâm thiện đấy mà nó cứ bị gián đoạn thì sau này nó trổ quả gián đoạn. Hay nó tùy theo, cho nên nó có cái tâm thiện, có cái tâm quả. Còn có những người mà đã vượt qua được khỏi tam giới thì nó sẽ trở thành cái tâm duy tam, không còn tâm thiện, không còn tâm quả. Ví dụ như một bậc A-la-hán mà nhập thiền thì cái vị đó nó không phải là tâm thiện nữa mà nó tâm duy tam. Cái tâm đấy nó chỉ có sự tạo tác mà không để lại quả. Đó là những bậc đã vô tham vô si hoàn toàn đấy, những bậc đã giác ngộ, những bậc đã giải thoát. Thì tất cả những cái hành động thiện của vị đó nó không để lại cái quả thiện ở tương lai nữa, bởi vì vị đó không còn tham ái, không còn dính mắc đối với những cái thiện nghiệp ấy nữa. Còn những cái người bình thường, mình làm được cái gì mình sẽ dính mắc với cái này, mình làm được một cái việc thiện mình sẽ dính mắc với việc thiện này, mình chứng được tầng thiền thì mình sẽ dính mắc với tầng thiền này, cho nên nó để lại cái nghiệp hĩ và nó trổ quả ở trong tương lai. Còn một bậc đã hết tham, hết sân, hết si thì nó thì không còn cái sự dính mắc đối với các cái thiện nghiệp đấy nữa, cho nên là không để lại nghiệp hĩ, cho nên là cái tâm ấy được gọi là tâm duy tác. Cho nên là trong các tâm nó có tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác là thế. Còn tâm siêu thế thì sẽ có 40 tâm siêu thế, đó là có 20 tâm
quả 20 tâm đại. Cái tâm siêu thế đây được gọi là một cái kết quả của cái người thực hành về thiền tuệ. Trong cái người mà đang thực hành thiền tuệ để mình phân tích, mình hiểu về các cái tâm. Và khi mà mình đã thấu hiểu về bản chất của tâm, thấu hiểu sự thật của tâm, đoạn trừ được những cái tâm bất thiện rồi, thì lúc đấy mình sẽ thành tựu được những cái tâm siêu thế. Đó là mình có thể mà giải thoát ra khỏi tâm, giải thoát ra khỏi những cái tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì mình mới đạt được cái tâm siêu thế. Tâm siêu thế có tâm đạt siêu thế, có tâm quả siêu thế. Và cái tâm siêu thế này thì nó luôn luôn là cái tâm thiền, nó không có tâm dục giới. Và cái tâm này nó tương ứng với các tầng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, năm tầng thiền. Thì nó cộng với bốn đạo, bốn quả, cho nên là được chia ra thành 4 năm 20 tâm đạo, 4 năm 20 tâm quả. Trong một cái bản tâm, mỗi người có một cái bản tâm thì nó có 121 tâm. Trong đó thì có tâm siêu thế là 40 tâm và tâm hiệp thế là 81 tâm. Tâm hiệp thế thì cộng cả tâm dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới mà. Dục giới cũng là tâm hiệp thế, cõi sắc giới là tâm hiệp thế, vô sắc giới là tâm hiệp thế. Vậy thì một cái người mà làm cái việc thiện hay bất thiện ở cái cõi người này, đấy là tâm dục giới. Tâm dục giới chia làm hai phần: thiện và bất thiện, dục giới thiện và dục giới bất thiện. Tâm sắc giới thì chỉ có một cái một loại tâm, đó là tâm thiện sắc giới. Hoặc là có cái tâm quả sắc giới, tâm duy tác sắc giới, chứ nó không có cái tâm bất thiện ở sắc giới. Tâm vô sắc giới cũng vậy, chỉ có cái tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới và tâm duy tác vô sắc giới, chứ không có cái tâm bất thiện ở cái cõi vô sắc giới. Và cái tâm siêu thế thì có một loại tâm thiện và một loại tâm quả. 20 tâm đạo được gọi là tâm thiện và 20 tâm quả thì được gọi là tâm duy tác. Bởi vì cái tâm đạo là cái giai đoạn mà bắt đầu có cái công năng diệt trừ những phiền não. Và tâm quả đó là cái thành quả, cái thành quả sau khi đã diệt trừ phiền não. Thì đấy là 121 tâm này đều được gọi là thức uẩn. Thế thì trong năm uẩn này: sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Vậy thì một cái hành giả hành thiền sẽ có cái nhiệm vụ đó là phân tích năm uẩn, hay là phân tích danh pháp. Phân tích danh pháp thì vị đó có là phân tích các cái tâm và tâm sở. Vị đó có cái nhiệm vụ là phân tích cái tâm sở. Thì 121 tâm này nó sẽ đi kèm với các tâm sở khác. 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, 24 tâm tịnh hảo, 15 tâm sắc giới và 18 tâm vô sắc giới, là 81 tâm hiện thế, là đối tượng của thiền tuệ. Thế cái người thực hành thiền tuệ là phải phân tích các cái tâm hiện thế này. Còn lại 20 tâm đạo, 20 tâm quả, 40 tâm siêu thế, đấy là kết quả của thiền tuệ. Khi nào mình thực hành thiền tuệ đạt đến cái mức chín mùi rồi thì nó sẽ thành tựu được cái tâm đạo và tâm quả này. Tâm đạo nó khởi lên trước và tâm quả nó sẽ khởi lên sau. Bất cứ khi nào có tâm đạo thì sẽ có tâm quả. Hai cái tâm đấy nó sẽ chỉ có khởi lên, một tâm đạo nó khởi lên một sát na, sinh lên nó diệt, và sau đó một cái tâm quả nó sẽ khởi lên liên tục. Và mình sẽ an trú ở trong cái tâm quả đấy. Cho nên là một cái người mà tu tập đến một cái mức thành tựu rồi thì cái người được gọi là đắc đạo. Đắc đạo tức là đắc được cái tâm đạo này, 20 tâm đạo này. Hay là một cái người được gọi là chứng quả, tức là chứng được 20 cái tâm quả này, chứng được các cái đạo quả. Thế nên là có đạo thì sẽ có quả, mà có quả thì sẽ có đạo. Và bây giờ muốn có được cái tâm đạo tâm quả này thì phải thực hành cái pháp thiền tuệ, đó là phân tích 81 cái tâm hiệp thế này. Và nó phải đi kèm với các cái tâm sở hữu của nó. Hiện đấy chỉ nói chung chung về các cái tâm thức là 121 tâm như vậy. Vì được gọi là tâm, 121 tâm này cũng được gọi là tâm vương. Nó dẫn đầu tất cả các tâm. Mỗi một tâm đấy nó sẽ
đi kèm với một chuỗi các cái tâm sở khác, và nó sẽ dẫn đầu các cái tâm sở đấy cùng sinh cùng diệt, cùng làm một cái nhiệm vụ với nhau. Và khi mà phân biệt tâm thì sẽ phân biệt từng tâm một, và mỗi một tâm, và sau đó là phân biệt các cái tâm sở nó đi kèm theo. À, đó là nó có thức, thì nó có xúc, có thọ, tưởng, tư, nhân, hành, mạng, quyền, tạng, ý. Cái tâm sở ấy thì nó được chia ra tâm sở tự tha. À, có cái tâm sở thì nó được gọi là cái tâm sở biệt cảnh. À, thì đây là những cái tâm sở. Ví dụ như là cái tâm sở tự tha là nó có cái tâm biến hành, tức là nó cái tâm sở được gọi là biến hành là nó đi kèm với tất cả các tâm trong số 121 tâm. Thì cái tâm sở tự tha này nó có xúc thọ tưởng tư như này mà quyền tác ý, thì nó sẽ nó đi kèm với tất cả 121 tâm, nó không trừ một tâm nào hết. À, tâm tham khởi lên nó cũng sẽ có xúc thọ tưởng tư nhân hành mà quyền tạo ý. Tâm sân khởi lên nó cũng có xúc thọ tưởng tư nhân hành mà quyền tạo ý. Tâm si khởi lên nó cũng vậy. Tâm dục thiện dục giới, tâm quả thiện dục giới, tâm duy tác dục giới, tâm sắc giới, tâm quả sắc giới, tâm duy tác sắc giới, tâm vô sắc giới, hay là tâm đạo tâm quả, như thế nó đều đi với các cái tâm biến hành có xúc có thọ tưởng tư nhân hành mạng quyền tạp ý. Đấy là bằng lấy tâm sở, bằng lấy tâm sở nó đi kèm với tất cả các tâm. Còn tâm sở biệt cảnh là nó tùy theo từng cảnh mà nó khởi lên, có những cảnh nó khởi lên, có những cảnh nó không khởi lên. Đấy là tâm tầm tứ thắng giải cần hình dụng. À, tùy theo từng cảnh, ví dụ như là tâm tầm tâm tứ thì ở trong tâm thiện dục giới, ở trong các tâm dục giới thì nó sẽ có hết tầm tứ, nhưng mà ở đến tâm sắc giới và đến sơ thiền thì nó có tầm tứ nhị thiền, có tầm tứ, nhưng đến tam thiền là hết. À, đến nhị thiền là hết tầm tứ, sơ thiền nó còn tầm tứ, đến nhị thiền nó không tầm. Tầm là nó hướng về đối tượng, tứ là nó bám sát đối tượng. Ví dụ ở cái cõi dục giới mình có tầm tứ, mình hướng về một cái cảnh sắc thanh hương vị xúc nào đấy, rồi mình giữ cái tâm ở trên cái cảnh đấy, mình tư duy nó ở trên đấy, mình cứ suy nghĩ đến nó hoài. Đó là nó có tầm, có hướng đến, có tứ, có bám lại đối tượng. Nhưng mà đến cái tâm nhị thiền rồi nó bỏ cái tầm tứ ấy, nó không cần hướng đến, không cần bám lên nữa, bởi vì nó có cái sự vững chắc ở trên đấy rồi. Đến cái tâm nhị thiền nó có cái mạnh mẽ, tâm nó mạnh mẽ đến cái mức nó không cần tầm, không cần tứ nữa, không cần hướng đến, không cần bám lên đối tượng nữa, mà nó vẫn an trú vững vàng ở trên đấy. Nên có những cái tâm nào mà mạnh mẽ thì không cần tầm tứ, có những cái tâm nó có hỉ mà cái tâm nó không có hỉ. Thế thì cái tâm hỉ nó vẫn có cái nó khởi lên, có lúc có khi nó không cần khởi lên. Nên là cái tâm thắng giải, tâm thắng giải là một cái tâm mà nó cũng có ở trong các tâm khác thì nó đều có, nhưng nó chỉ có một cái tâm nó không khởi lên, đó là cái tâm hoài nghi. Thắng giải có nghĩa là mình thấy rõ. Còn cái gì mà mình thấy không mơ màng, mơ hồ thì nó có nghĩa là không rõ ràng thì nó không có thắng chặt. Ví dụ cái khi nào mình nghi ngờ về một cái gì đó chứng tỏ rằng mình không hiểu rõ ràng, mình có cái sự do dự, có cái sự phân vân, bởi vì rằng là cái đối tượng đấy với mình không có cái sự hiểu thấu đáo. Ví dụ bây giờ mình gặp một cái người còn mới nặng, nhưng mình mới tiếp xúc với người đấy, mình không biết người này là người tốt hay người xấu, cho nên rằng là mình không có thể nào mà quyết đoán được, quyết định được. Ví dụ người đó rủ mình làm một cái gì đó nhưng mà mình vẫn cứ do dự, thấy người ta nói rất là hay, mình không làm thì sợ tiếc, thì nó tiếc, mà làm thì sợ bị lừa, nghe theo người ta thì sợ bị lừa, mà không nghe theo người ta thì là sợ mình lại sợ không đạt được những cái mà như người ta nói, những cái điều rất là hay, những cái điều mà rất là hấp dẫn. Và lúc đấy mình cứ ở trong cái trạng thái nghi ngờ, nên hay không nên, làm hay không đạt. Thì trong cái tâm đấy nó không có thắng giải. Còn những cái tâm khác nó có thắng giải, nó biết người này đáng nghe hay không đáng nghe, người đáng tin hay không đáng tin, người này nên người này là người như thế nào,
tốt hay xấu, cái cảnh tốt hay cảnh xấu, với những cái tâm khác nó biết, chỉ có cái tâm hoài nghi là nó không biết. Cho nên cái tâm trong cái tâm hoài nghi nó không có cái thắng giả. Còn có cái tâm mà thì nó có cái cần và có cái tâm nó không có cần. Phía trong cái tâm tham thì nó sẽ, nó đã tham lên rồi thì nó sẽ hết mình luôn. Ví dụ bây giờ mình đi, một cái người tham tiền thì sẽ nỗ lực đi kiếm tiền, một cái người tham sắc thì sẽ nỗ lực đi tìm kiếm sắc, cái người tham thanh, tham hương, tham vị, tham xúc thì sẽ nỗ lực. Đấy là những cái tâm ấy nó sẽ có cái cần rất là mạnh. Cái người mà khởi lên tâm sân, người lên tâm sân nó rất là mạnh mẽ, cho nên nó có cần. Đấy, nhưng mà có những cái tâm mà nó không có cần, vì cái tâm đấy nó là cái tâm rất là yếu ớt, cái tâm mà nó quá yếu ớt, vì nó chỉ khởi lên được một tí là nó tắt mất, khởi lên một tí là nó tắt mất, nó không có cần. Ví dụ như là cái tâm mà nó phóng dật, là nó không có cái sự mạnh mẽ gì hết, nó không có an trú được ở một cái chỗ nào đâu. Cho nên là có những cái tâm cần như vậy, nó có thể đi kèm với một số tâm mà nó không đi kèm với những cái một số tâm. Còn tâm hỷ thì rõ ràng là có lúc có hỷ, không có hỷ. Còn cái tâm dục, cái tâm dục là cái tâm mà ước muốn, thì có những cái mà mình ước muốn, có những cái tâm mà nó không ước muốn, nó không có cái sự ước muốn, thì cái tâm dục này nó cũng là một cái tâm biệt cảnh. Nó ở trong một cái đối tượng là cái tâm si thì nó sẽ không có, nó không có biết là mình ước muốn cái gì cả. Đấy, thì nó sẽ có những cái lúc nó không có khởi lên cái tâm dục là ước muốn. Đấy, gọi là sáu cái tâm này thì gọi là tâm biệt cảnh. Biệt cảnh bởi vì là có lúc nó khởi lên, nó khởi lên với một số tâm và nó sẽ không khởi lên với một số tâm. Đó là những cái tâm sở hữu biệt cảnh và sở hữu tự tạo tha. Còn lại là có những cái tâm nó sở hữu, nó đi với tâm bất thiện. Ví dụ như là tự hữu đi với tâm si bất thiện, là cái tâm gọi là cái tâm si biến hành bất thiện. Tất cả những tâm bất thiện nó đều đi kèm với bốn cái tâm, đó là si, vô tàn, vô quý và phóng dật. Ở tâm tham nó cũng có cái tâm si này, không hiểu đúng đối tượng cho nên nó mới tham. Rồi là khi mà đã tham thì nó không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ gì nữa. Đấy, khi mà tham là nó sẽ làm một, nó làm những cái chuyện rất là xấu xa, bởi vì nó không biết hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi. Ở cái tâm ngã mạn nó cũng vậy, nó không hổ thẹn tội lỗi, không ghê sợ tội lỗi, cho nên là vô tàn, vô quý và phóng dật, nó cũng đi theo đấy. Phóng dật là cái tâm nó cũng năng trang. Ở cái tâm sân nó cũng vậy, sân là nó cũng có cái tâm si, do không hiểu đúng sự thật mới khởi đến tâm sân. Khi mà khởi đến tâm sân rồi thì nó cũng có cái vô tàn vô quý, không biết hổ thẹn, không biết ghê sợ gì nữa. Nó làm hành động theo bản năng, nó cứ khùng lên và nó làm bất chấp một cái đạo lý gì hết, cái gì nó cũng dám làm. Thì đấy là tâm sân nó cũng vô tàn vô quý, phóng dật như vậy. Tâm si đúng không ạ? Tâm si thì nó chỉ thuần có si, vô tàn vô quý, phóng dật. Tâm si hoài nghi thì nó thêm cái hoài nghi vào nữa. Cái tâm si thì những cái mà hạt sinh phẩm thì nó càng rất là mạnh, cái biến hành tâm bất thiện thì rất là mạnh. Còn những cái tâm thiện thì nó đi kèm với các cái tâm sở hữu tịnh hạt. Những cái tâm bất thiện thì nó đi với những cái sở hữu, những cái sở hữu rất là xấu, đó là si, vô tàm, vô quý và phóng dật. Còn những cái tâm thiện thì nó sẽ đi với những cái sở hữu cao quý, hay nó còn gọi là những cái sở hữu tịnh hảo. Có hai, có bốn loại là sở hữu tịnh hảo biến hành, như là tín niệm, tàm quý, vô tham, vô sân, anh xả, thân định tâm, kinh tâm. Nó cho đến cái tâm chánh thân, chánh tâm và chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi hỷ và sở hữu tuệ quyền. Tất cả những cái tâm đấy được gọi là tâm tịnh hạ, 34 tâm tịnh hạ, 19 cái tâm biến hành. Này, tất cả những cái tâm thiện thì nó đều có 19 cái tâm này. Tâm thiện ở dục giới, tâm thiện ở giác giới hay tâm thiện ở vô sắc giới, nó cũng đều có những cái, nó đều khởi lên cái tâm này. Ví dụ khi mà mình làm một cái việc thiện gì đấy, mình khởi lên cái ý định muốn làm việc thiện là nó sẽ khởi lên cái niềm tin, tin tưởng vào cái việc đấy. Còn
niệm, có cái sự chánh niệm có tàn, biết hổ thẹn tội lỗi, có quý, biết ghê sợ tội lỗi, vô tham là không tham, vô sân là không sân, có cái tâm hành xả, phải có cái tâm tịnh. Khi mà khởi lên bằng này cái tâm một cách có tín, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, hành trạng, thì ngay lập tức lúc đấy nó cũng có khởi lên cái tâm an tịnh. Nó cái tâm nó khởi lên một cái tâm thiện một cái, nó có cái sự bình an ngay lập tức. Đó là tịnh, an tịnh ở nơi thân. Thân là các cái tâm sở, tịnh ở nơi tâm, tịnh ở nơi cái tâm thức. Khinh an là cảm thấy nó nhẹ nhàng, nhu là cảm thấy nó mềm mại, thích là cảm thấy nó có cái sự thích nghi, dễ sử dụng. Thích thân ấy, thuần là nó có cái sự thuần thục, tinh luyện. Chánh là nó có cái sự chân chánh, gắn thân chánh tâm. Đấy là tất cả những cái khi mình bất cứ mình khởi lên một cái tâm thiện nào thì nó cũng có cái trạng thái tâm này nó khởi lên, có tín niệm rằng quý vô tham vô sân hành giả, thì đồng thời nó cũng khởi lên cái trạng thái khinh, cái trạng thái tịnh, an tịnh, rồi cái trạng thái nhẹ nhàng, cái trạng thái nhu nguyên, cái trạng thái mềm mại, cái trạng thái thuần thục, cái trạng thái chân chánh, nó sẽ khởi lên theo. Cho nên nó được gọi là những cái sở hữu tịnh hảo mà nó biến hành với tất cả các tâm thiện, dù là tâm thiện ở dục giới hay sắc giới. Và thì cái tâm thiện này nó đi kèm với cái trí tuệ nữa thì nó còn thêm cái tuệ nữa. Mà có khi cái tâm thiện này nó không đi kèm với trí tuệ, có thể nó đi kèm với trí tuệ, hoặc là với một cái lời nói chân chánh thì nó đi thêm với cái chánh ngữ nữa. Nhưng cái tâm thiện này nó đi với một cái hành động chân chánh về thân, như là không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì nó đi cũng cái những cái tâm thiện nó đi kèm với chánh nghiệp. Cái tâm thiện đấy nó ngăn ngừa mình, khi mình khởi lên cái tâm ngăn ngừa không đi kiếm sống bằng những cái hành động bất thiện thì nó sẽ khởi lên cái chánh mạng. Hoặc là cái tâm thiện đấy nó khởi lên cái tình thương đối với những chúng sinh đang đau khổ thì nó có thêm cái tâm bi, nó khởi lên là hoan hỷ với những cái chúng sinh đang hạnh phúc thì nó có cái tâm hỷ. Nếu những cái tâm thiện này nó đi kèm với cái sự hiểu biết về nghiệp và quả của nghiệp, nó sự cái sự hiểu biết đúng thì nó có cái sở hữu trí tuệ nó đi kèm vào đấy nữa. Thì đấy được gọi là những cái tâm thiện sở hữu. Đấy là những cái sở hữu tịnh hảo đi kèm với các cái tâm thiện. Thì nói chung lại có 21 tâm. Nó có tâm hiện thế là 81 tâm, siêu thế 40 tâm, có tâm quả thì có 20 tâm, tâm đạo 20 tâm, đấy là tâm siêu thế. Còn tâm dục giới thì có 54 tâm. Tâm có thể tâm sắc giới, tâm đạo đạo là các cái tâm thiền, sắc giới và vô sắc giới, 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, 27 tâm. Tâm thiện thì nó có đại thiện, đại quả, có đại tố. Ở cái tâm sắc giới nó có tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác. Và cái tâm vô sắc giới nó có tâm thiện, tâm quả, tâm duy tác. Tâm bất thiện thì có 12 tâm, đó là tham sân si. Và tâm vô nhân thì có 18 tâm, là tâm quả, bất thiện, vô nhân. Các cái nhận thức mà nó tỏ những cái nhận ý thị thiện thân thức mà nó thấy những cảnh không hài lòng. Tâm quả thiện thì nó có 8 tâm, nó đang thấy những cảnh hài lòng thì nó có cái tâm hỷ. Và tâm duy tác, vô nhân thì nó có 3 cái tâm ý, khi mà tâm mình hướng đến cảnh hoặc là cái ý thức của mình nó hướng đến cảnh, gọi là cái tâm khai ngũ môn, khai ý môn, và cái tâm ứng cúng phi tiêu thì chỉ có bậc A-la-hán mới có, khi này mỉm cười thôi. Đây là chung chung cái bản tâm, cái bản độ tâm. Thì tất cả những cái tâm này sẽ là đối tượng của cái sự thực hành thiền tuệ. Và cái người thực hành thiền tuệ sẽ phân tích để mà tìm hiểu về tâm. Vậy thì bây giờ nói rằng là đó, đấy là tâm 121 tâm đấy, cộng với 54 tâm sở đấy, nó sẽ sinh lên ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới đấy. Vậy bây giờ mình phân tích nó thì phân tích nó ở đâu, mình đưa tâm về đâu để mà phân tích, mình thấy nó ở đâu, nó ở bên trong hay nó ở bên ngoài. Mình phân tích tâm thì mình phân tích nó ở trong não mình, nó ở trong đầu mình, hay nó ở
trong tim mình, hay là phân tích nó ở trong thân mình, hay là phân tích tâm ở đâu? Có ai biết tâm nó nằm ở đâu? Tâm nó nằm ở cái chỗ nào để mà phân tích? Nó sinh lên ở đâu? Biết nó ở đâu? Thấy nó ở đâu? Thì tâm nó sinh lên ở sáu căn. Khi nó tiếp xúc với sáu trần cảnh, muốn phân tích được nó thì phải hướng tâm về sáu căn môn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và nó có căn không thôi thì nó cũng không có khởi lên các cái tâm đấy, mà nó phải có cảnh. Nó có các cái cảnh trần, nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vậy thì một cái người muốn phân tích được tâm thì mình cần phải phân tích được cái căn cứ, cái nơi mà nó nương vào và cái cảnh mà nó hướng đến thì mới thấy được nó, thì các cái tâm thức nó mới sinh lên. Ví dụ như khi mắt tiếp xúc với cảnh sắc thì cái nội trình tâm ngũ môn thuộc cái hàng cảnh sắc nó sinh lên. Nội tâm nhãn thức này là cái nội tâm, nội trình tâm ngũ môn. Khi tai nghe đến một cái âm thanh nào đó thì cái nội tâm ngũ môn thuộc hàng cảnh thanh sinh lên. Mũi ngửi hương thì cái nội tâm ngũ môn thuộc cái hàng cảnh hương sinh lên. Mà khi lưỡi nếm vị thì nội trình tâm ngũ môn thuộc hàng cảnh vị nó sinh lên. Khi thân mà chạm một cái vật gì đó thì cái nội trình tâm thuộc hàng cảnh xúc nó sinh lên. Và khi ý nó tiếp xúc với một cái cảnh pháp thì nó nội trình tâm thuộc hàng cảnh ý môn, thuộc về hàng cảnh pháp nó sinh lên. Thì bây giờ muốn phân biệt các cái tâm ở cái nội nào thì mình phải hướng tâm đến các cái căn của nó. Nhìn vào căn và nhìn vào cảnh của nó có cái sự tác ý nữa thì nó mới khởi lên những cái tâm đấy để cho mình phân biệt được. Thì bây giờ tại sao lại phải phân biệt nó? Tại sao phải phân biệt thanh pháp này? Phân biệt thanh pháp để làm gì? Để ý nghĩa gì, là mục đích gì? Vì thanh pháp nó là một cái trạng thái tâm lý đó, là thâm sâu, khó biết, khó thấy. Vì mình không tuệ chi được nó thì mình sinh ra nhiều cái tà kiến sai lầm. Vì một cái người không phân biệt được thanh pháp là cái người đấy mình không có thể phân biệt được chánh tà. Khi nào một cái người mà phân biệt trọn vẹn được năm uẩn hay là danh sắc phân tích trí, có cái trí tuệ phân tích được danh và sắc thì cái người đấy mới được gọi là một người có chánh kiến. Có chánh kiến bởi vì thấy được các cái sự thật về thân và thấy được các sự thật về tâm. Chứ nếu mình mà chỉ mới phân biệt được sắc uẩn mà chưa phân biệt về danh uẩn, mình có thể có chánh kiến về sắc nhưng mà chưa chắc là có chánh kiến về danh. Về cái phần tinh thần mình vẫn còn những cái hiểu biết sai trái. Mình vẫn chưa phân biệt được cái chánh, cái tà, cái thiện, cái ác, cái đúng, cái sai. Và cái người mà phân tích ra được tâm rồi thì cái người đấy sẽ tự động có được cái chánh kiến rất là mạnh. Đó là vị đó tự biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì phải, cái gì trái, cái gì chánh, cái gì tà. Bởi vì cái phải trái, đúng sai, chánh tà hay dở nó đều nằm ở trong tâm. Những cái tâm tà, những cái điều gì tà thì nó sẽ khởi lên tâm tà, những cái gì chân chánh thì nó sẽ khởi lên tâm chân chánh. Và vì nó biết được cái nhân nào nó sinh ra cái tâm tà, cái nhân nào nó sinh ra cái tâm chánh, để mà đấy là một cái lý do để mà cần phải phân biệt danh uẩn, phân biệt tâm. Có những người có cái tà kiến cho rằng linh hồn ẩn ở trong thân này, thì khi phân tích tâm mình sẽ không tìm thấy linh hồn đâu cả, nó sẽ mất cái tà kiến về linh hồn. Còn với đại đa số cái người thế gian, người ta cứ suy luận, người ta cứ suy nghĩ là có linh hồn ẩn ở trong này. Có người nói là có, người ta nhìn thấy cái linh hồn nó đi ra. Có người nói là cái linh hồn nó suốt ra, nó bay ra khỏi thân, nhìn thấy cái thân của mình. Người ta tưởng tượng, người ta ảo tưởng. Người ta, có người người ta nói là tu luyện cái thuật là suốt hồn. Ngồi thiền ở đây nhưng mà suốt hồn du đi, du hành đi chơi khắp nơi. Khi về nhà thì bị người ta ăn trộm mất thân rồi, không trở lại được nữa. Là cứ gọi trả thân cho tôi, trả thân cho tôi. Đấy, có cái câu chuyện đó là có một cái vị tu thiền ở trong núi. Đến khi vị đó suốt hồn đi chơi ở đâu ấy. Đến khi vị đó đi vắng ấy, thì người ta thấy cái xác bất động, người ta mang người ta đốt. Là khi nó chết rồi, khi vị đó về biến thành con quỷ, cứ trả thân cho tôi, trả thân cho tôi. Thì những cái câu chuyện này nó là hoang tưởng, tưởng tượng. Bởi vì nó không có cái linh hồn nào ở trong cái xác thân. Đấy là một cái sự tà kiến của thế gian. Người ta cứ nói là người chết thì có cái linh hồn đi ra ở đầu, đi ra ở chân, đi ra chỗ này, chỗ kia. Nhưng mà nếu mà nói về cái tâm thức nó đi theo cái nghiệp thì nó đúng. Nhưng mà nói về nó có cái linh hồn nó ẩn chứa trong đấy rất xa. Vì người ta không hiểu rằng nó
thế nào là tâm, tâm nó như thế nào. Tà kiến cho rằng cái tâm tự nhiên xuất hiện rồi tâm tự nhiên sinh ra và mất đi sau khi chết, thì những cái tà kiến đấy sẽ biến mất khi mà phân biệt được tâm, hiểu được tâm rồi thì sẽ hết được rất nhiều những cái tà kiến. Không tuệ trì được tâm thì cũng không biết thế nào là tâm ô nhiễm, thế nào là tâm thanh tịnh. Bây giờ những người không tâm biệt tâm, người ta không biết đâu là trạng thái của thanh tịnh, đâu là trạng thái của nhiễm ô. Tại sao lại có người thiện, có người bất thiện, tâm thiện, tâm bất thiện. Không biết được thế nào là hạnh phúc, thế nào là khổ đau. Bây giờ bình thường những cái người khác, có những cái người người ta nghĩ rằng là ta được hưởng thụ năm dục trưởng dưỡng, sắc thanh hương vị trúc. Và người ta nghĩ là tôi cứ càng hưởng thụ nhiều những cái cảnh trần ở bên ngoài là càng hạnh phúc. Nhưng mà cũng có người thì lại thấy rằng cái đấy lại là cái khổ đau, giống như người khác mà uống nước mắt, hay là giống như con chó nó gặm khúc xương, nó gặm đến gãy cả răng mà bụng nó vẫn đói. Nhưng cái người mà chạy theo cái cảnh trần mà mình nghĩ cảnh trần là hạnh phúc thì nó cũng tương tự như thế, không bao giờ cả được thỏa mãn mà lúc nào cũng bị cái lửa dục tham nó thiêu đốt. Thì khi mà mình tuệ chi được cái tâm thì mình sẽ có được cái chi kiến, có cái nhận thức, có cái sự hiểu biết đúng như vậy. Đấy là cái lý do phải phân biệt tâm. Và cái phân biệt, người không phân biệt tâm thì không biết được thực sự ta là ai. Ví dụ ta là ai, bây giờ mình có biết được ai là ta. Khi cha mẹ sinh ra, chưa sinh ra thì ai là ta. Khi cha mẹ sinh ra rồi thì ta là ai. Cứ hỏi cái gì là ta, ta từ đâu đến đây và khi chết ta sẽ đi về đâu. Muốn biết được ta từ đâu đến đây và chết sẽ đi về đâu thì phải chịu khó thực hành thiền phân biệt tâm. Ngày sau tiếp tục, ngày sau mình học về cái cách thức phân biệt tâm. Đã hết giờ rồi. Hồi hướng thì tham mê vô nhân Asawakadam Vaham Hotu Idame Punyam Vipanasa Pachayo Hotu Mahapunya Bhagam Sapasatanam Pachemi Kesame Dhammam 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 Dhamm